gặp nhau trong vọng canh rồi cầu nguyện nhau mà thấy rõ ràng có sự có mặt, có sự hiện diện của Đức Thánh Linh Amen. qua cái qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh hướng dẫn cho mục sư để nêu những vấn đề hết sức là thiết thực. Tôi đã nhận thấy từ đó mà tôi thấy là cảm ơn Chúa, những người kính sợ Ngài mà bất cứ làm việc gì thì nhận ra là xin Chúa ở giữa thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa luôn luôn hiện diện Amen. trong những vấn đề mà chúng ta nêu ra. Thì đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều cần phải thổn thức, dù là chúng ta không có con Dạ. đi chăng nữa thì chúng ta cũng cưu mang những đứa con của những người trong hội thánh như con của mình, tại vì mình ở trong nhà của Chúa, mình một gia đình, phải không? Thành ra chúng ta cũng đừng nghĩ là tôi không có con thì chuyện này không dính đến tôi, mình đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì trong Chúa, nang đề của anh chị em chúng ta cũng là những chi thể trong cùng một thân, chúng ta cứ mang gánh nặng cho nhau như lời Chúa dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, cảm thông nâng đỡ cầu thay. Chúng ta coi như chúng ta là phụ huynh của những đứa em đó thì chúng ta sẽ dốc lòng cầu nguyện và cũng thường xuyên cập nhật tình hình để biết như thế nào. Thì đây là một vấn đề quá lớn và càng ngày nó càng lớn hơn nữa ở trong hội thánh. Và tôi đã nghiên cứu và tôi thấy là ở hội thánh nào, dân tộc nào, trong cái thời kỳ cuối cùng nó cũng giống nhau, mức độ ít mức độ nhiều nhưng mà nó cũng giống nhau y hệt vậy thôi. Tôi đã nói chuyện với một số bạn là người Hàn Quốc thì cũng y như vậy đó, cũng y như vậy, rồi Việt Nam của chúng ta cũng y như vậy, Mỹ cũng y hệt như vậy. Đó là lý do rất là buồn, vì chúng ta thấy là nếu mà các bạn chỉ đi nhà thờ Việt Nam rồi về, mình không có để ý mấy đến nhà thờ của Mỹ á. Nhưng mà tôi đi rất là nhiều và hầu hết tôi phải nhóm nhà thờ của Mỹ, thì tôi thấy nè, rất nhiều nhà thờ Mỹ phải bán, nhất là ở Cali hồi đó rất là buồn. Chạy ngang cái nhà thờ đó, cái bây giờ mình thấy là bây giờ nó thành chùa mất rồi. Rồi có nhà thờ thì sang bằng hoàn toàn, để rồi mấy cái ông thầu á, mới là đặt ra xây chung cư. Nên là rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì những người cha mẹ khi con nó lớn lên tới đại học là nó đi ra khỏi cái tổ ấm trong gia đình và nó lạc mất luôn, nó không có trở về cái nhà thờ địa phương để nó tiếp nối, nó yêu mến cái nhà thờ như là một cái gì nó quá dính chặt với mình, nó đã nuôi lớn mình lên nơi đây, mình đã nhận biết Chúa nơi đây, có cha có mẹ cùng nhóm, để ba mẹ có qua đời thì nó phải tiếp tiếp tục để giữ cái nhà của Chúa. Đằng này nó tung cánh chim bay mất rồi, và nó có một số ít thì tiếp tục nhớ mà đâu mà nó đi, còn một số thì cũng là tôi đã nói về vấn đề đức tin môi trường đó các bạn, nó còn ở trong cái môi trường nhà thờ thì nó đi, mà nó ra khỏi môi trường nhà thờ, gọi khỏi cái gia đình đó thì nó bước qua môi trường khác thì nó nhập vô giống như con tắc kè vậy đó, kỳ nhông vậy đó. Ở ở trong nhà thờ là màu xanh thì màu xanh, mà nó qua tới học đường là nơi không có ai chúa tôi vậy đó thì nó biến thành màu nâu liền, y như cái đám bạn bè để thích hợp như vậy. Tại vì sao? Bởi vì hồi trong nhà thờ mình đã không có trồng nó, không có nuôi dưỡng nó, cái gốc các bạn nhớ không, nói là mình phải tạo cái gốc cho nó và mình tạo đôi cánh cho nó, cho dù nó có đi chỗ khác không sao, nhưng mình biết rằng nó đi chỗ khác nó cũng hết lòng coi nhà thờ như nhà của nó, là một phần chính của đời sống của nó. Nếu đứa nào tin kính thì nó vẫn thấy là dù làm career, dù làm ông này ông nọ, dù có gia đình mới thì nó vẫn là công dân thiên quốc, nó vẫn phải xây dựng nhà Chúa ở đây, nó phải dự phần của đó. Thì cái đứa đó là cái mà đứa có bông trái. Còn cái đứa nào mà lạc mất luôn thì mình phải biết là trong gia đình mình đã không dạy con đúng như phục truyền đoạn 6. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ra ngoài đường, khi ở trong nhà, mình không có dạy cái kiểu đó, bằng cách là nói là một phần, mà cái quan trọng nhất là cái đời sống của mình không bày tỏ gì hết. Và đó là một cái điều quan trọng nhất. Còn nhà thờ đó không có nấy, không có đổ thừa cho nhà thờ. Nhà thờ cũng là một góp một phần lớn, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó ở nhà với ba mẹ. Thì cái đó là cái mình phải nhận ra. Rồi nhà thờ góp một phần nữa, nhưng mà nhà thờ nó gặp, nó chỉ có đến Chủ nhật hoặc là cùng lắm là tối thứ bảy sinh hoạt thiếu niên, thanh niên gì đó. Nhưng mà nó ở trong nhà, nó thấy rõ nhất
Rồi tôi nói với các bạn là nó là cái mousse cho các bạn có nhớ không? Tấm Dạ. mousse mà mình rửa chén đó thì là nó hút tất cả những cái gì ở xung quanh đó, nó hút nước, nó cũng hút rác, nó cũng hút cái gì mà mình để vào trong cái sinh nước đó, thì nó hút tất cả những gì mà nó thấy và nó nghe. Và bây giờ nó thấy ba ở nhà nói ở khác, sống kiểu khác, mà ở nhà thờ sống kiểu khác. Không biết bao nhiêu đứa thiếu niên là nói với tôi là ba mẹ con ở nhà thờ không giống như ba mẹ con ở nhà, quá đau lòng không. Thì nói như vậy thì để mình hiểu rằng cái bổn phận là cha mẹ nuôi dạy con phải là nan đề, phải là vấn đề number one, không phải là công việc xây dựng con làm để phải làm, để dành cho nó cái nhà, chứ nó còn chơi ăn chưa nó lo chưa tới cô ơi. Cho nên là có những người còn nhỏ đó không có lo dạy về linh hồn của nó, cũng mình không có lo linh hồn của mình thì đương nhiên mình đâu có lo linh hồn của nó được. Và đến mà lo cái gì, tôi thấy rất là nhiều người ấy là con bốn đứa là lo sắm bốn sẵn cái nhà đó, bốn sẵn cái nhà để mà mình có chết đi thì mình cho bốn đứa bốn gia tài, mà trong khi cái gia tài đời đời thiên quốc thì lại không lo, tại vì chính mình cũng không không có xây dựng cái đời sống tâm linh của mình thì mình có cái gì để mình dạy nó được. Thì đó là cái nan đề tôi có thể trả lời một cách căn bản nhất. Rồi bây giờ trở lại với những cái câu hỏi mục sư đưa ra, cảm ơn Chúa vì cái luận án của mục sư, và mục sư phải phải làm survey, phải đặt những câu hỏi ở những nơi, thì lại lại là cái câu hỏi để giúp cho những cái người đặc trách thanh thiếu niên đặt ra thành những cái seminar, những cái buổi hội thảo để bắt buộc cha mẹ phải trở lại nhìn vấn Amen. đề đó. Và trong trại tôi có đọc đó, thì đây không biết là ai hầu hết, tôi nhìn trong cái list thì thấy tất cả những người này là những người mà đi trại hết trơn, trừ ra Thu Hồng là những người tôi thấy ở trong này là chỉ có bác Kỉnh với lại Thu Hồng là không có đi thôi, còn bao nhiêu là có mặt hết. Nhưng vậy tôi chỉ lướt nhanh đó, là người Mỹ á, cái tuyệt vời nhất của họ là họ làm survey, tức là họ sưu tầm bao nhiêu phần trăm, họ tổng cộng rất là hay. Mình thì mình không làm được việc đó, tại vì mình đọc cái survey này thì mình mới biết rõ là các con của chúng ta nó đi học lên college một cái là nó ngừng nhà thờ liền là 34%. Cái này thì tôi nghĩ là nó cũng đã hơi lâu rồi, các mấy năm rồi. Còn cái mới nhất bây giờ là tôi đã đọc một cái là nó lên tới 85% rồi các bạn, chứ không phải 34%. Còn tại đây là hầu hết là nó bỏ nhà thờ đây nè, nhưng mà bỏ vì vì mà nó move lên college thì không có cái nhà thờ nó quen thuộc, nhà thờ lạ quá nó không muốn đi thì là 34%. Còn nó không muốn vô nhà thờ nữa là tại vì trong những ngày nó trong nhà thờ, nhất là nó lớn bắt đầu thiếu niên thanh niên đó, 17 18 là nó quá thông minh rồi, chứ không phải nó còn giống như bé Vic là 4 tuổi thì không biết gì hết. Nhưng mà nó đã lên khoảng 10 tuổi nó bắt đầu thấy. Và một điều nữa đó là các bạn nào có con thiếu niên á, thì các bạn biết rằng thiếu niên là cái tuổi bắt đầu 13 cho đến 17 đó, thì nó có một điều mà cha mẹ và các người trong hội thánh không nhận ra là mấy đứa nhỏ trong tuổi thiếu niên nó bắt đầu nhận ra những khuyết điểm của ba mẹ và những người trong nhà thờ. Nó chỉ nhìn thấy những khuyết điểm mà thôi. Và mình thì mình không có nghĩ gì hết, mình nghĩ là con mẹ lo cho con ăn học, con có thấy không, mẹ đưa con đi học mỗi ngày cơm ở đâu con ăn. Thì nó một em mà con của Kim Huệ trả lời this your responsibility, đó là trách nhiệm của ba má, mà nó không có thấy cái đó là công ơn vậy đó, nó coi như là đương nhiên. Và cái tuổi thiếu niên là cái tuổi quy ngã, cho nên nó nhìn thấy nhà thờ, cha mẹ, trường học, tất cả mọi người trên thế gian này là cái nguồn cung ứng cho nhu cầu của nó. Mà đó là tuổi thiếu niên, mình phải hiểu như vậy đó. Nó là quy ngã, tất cả nó là trung tâm của vũ trụ, nó khám phá ra là nó đã lớn rồi, nhưng mà thiệt ra nó còn con nít, nó muốn mọi người đối xử với nó như như người lớn. Nhưng mà khi mà nó làm thất bại đó thì ba mẹ phải hốt, ba mẹ phải chịu trách nhiệm, chứ không có nó. Đây nó là cái đứa nửa lớn nửa nhỏ, và tuổi này là tuổi nó nhìn thấy những cái khuyết điểm của mọi người. Cái ưu điểm thì nó coi đương nhiên, mà nó chỉ thấy khuyết điểm mà thôi. Cho nên á, nó thấy rằng tôi đang đọc survey cho các bạn đó, là nó thấy rằng nhà thờ, những người nhà thờ, những member trong nhà thờ là những người judgmental,
tức là những người chuyên môn xét đoán, chỉ tay năm ngón ở người này người kia, dỗ dàng phê bình. Và thứ hai nữa, hypocrite, hypocrite là những người giả hình, nói đang làm nẻo. Mà các bạn thấy không, hai chữ rất là đau lòng nhưng mà quá đúng, các bạn đồng ý không? Có quá nhiều người vô nhà thờ, là nhất là nhà thờ Việt Nam mình đó, là cũng cái này cũng số 1 đó. Nhà thờ Mỹ thì nhiều khi họ bị, họ được một cái là cá nhân chủ nghĩa, mà nay nói làm sao thôi họ không có để ý nhiều. Mà Việt Nam mình là sống bởi dư luận, sống bởi cộng đồng rất là nhiều, làm gì cũng sợ người ta cười trước, chứ còn không phải là vì cái tự lòng tự trọng mình có muốn hay là không muốn. Có nhiều khi mình thì không có thích cái đó nhưng mình vẫn làm là vì sợ thiên hạ cười. Cái đó là cái culture, cái văn hóa của người Việt Nam. Cho nên á, mấy đứa nhỏ là 32% là nó nghĩ tới nhà thờ là nó toàn là những người xét đoán, toàn là những người giả hình, các bạn thấy không? Và đó là lý do nó không đi nhà thờ, 32%. Còn một số nữa đó là 29% á, là nó thấy là nó không có connect, nó không có liên hệ gì với những người trong nhà thờ hết trơn á. Đi vô mọi người nhìn nó, mọi người không hiểu nó, thế giới của nó là gì hết trơn á. Cho nên nó đi vô nó thấy lạc lõng, nó thấy cô đơn là 29%. Cho nên nó không có vô nhà thờ, nhất là nhà thờ của nó đã không có connect rồi, thì bây giờ nó lên đại học, nó vô cái nhà thờ lạ quắc lạ quơ, thì nó thấy đó là những stranger, đó là những người khách lạ, nó không biết họ là ai. Tự nhiên nó vô đó rồi người ta nhìn nó nhìn ta giống như là giữa đám đông vậy đó, và điều đó làm cho nó không đi nhà thờ nữa. Các bạn thấy không, giống như con của Mai Trinh á, có lần chia sẻ Mai Trinh cũng nói là nó nói là đi nhà thờ lạ quá rồi, giờ nó phải nó chưa có thấy được nhà thờ nào hết, nó là tại vì bản tính nó hơi trầm, nó hơi nhút nhát, cho nên nó bước vô một cái nhà thờ mà lạ quắc tay không, thì tự nhiên nó thấy không có connect, không có liên hệ gì với mấy cái người nhà thờ đó hết. Thì là 29% mấy đứa bỏ đi nhà thờ là bởi vì nó thấy những người đó không có connect. Rồi á, 25% á là nó không có đồng ý với cái cách thức tổ chức trong nhà thờ đó, thì nó vô nhà thờ nó thấy nó không có đồng ý mấy cái chuyện đó, là nó cảm thấy nó lạc lõng ở trong đó, nó không có thích với những cái cách tổ chức của ban bệ trong nhà thờ, của ban thanh niên thiếu niên, của mấy hệ thống ban chấp hành gì của nhà thờ đó. Rồi có một em nói với tôi đó là nó nói là nó lớn lên trong nhà thờ mà đừng tưởng nó không biết. Chính một em nói với tôi, nó nói là mấy ông ban chấp hành hung dữ quá cô, làm ông mục sư cũng sợ, cũng nghe theo ban chấp hành hết đó. Nó nhìn nó thấy rõ ràng, mình cứ nghĩ nó không biết, nó có con mắt và nó nói vậy đó. Nó nói ông mục sư là ríu ríu làm theo ban chấp hành, còn có đứa ngược lại là ông mục sư nói là ban chấp hành ríu ríu làm theo. Nó nhìn thấy cái đó không phải là biblical, không phải là mình dạy Chúa là yêu thương, mình bắt nó học bậc kinh thánh, mà nó vô nó thấy mấy người lớn làm gương ngược lại hết với nó. Người này thì ăn hiếp người kia, ban chấp hành ăn hiếp mục sư, có chỗ thì ông mục sư ăn hiếp ban chấp hành. Thành ra nó thấy cái đó sao mà dạy nó một đường mà rồi nó thấy người lớn làm một nẻo, là 25%, tức là bốn đứa là có một đứa rồi nó đã thấy cái đó rồi đó các bạn. Rồi đứa một cái nữa là nó thấy là nó mắc lên lên đại học đó, thì nhiều cha mẹ thì không có đủ khả năng đó, tại là tụi nó phải đi làm, hầu hết mấy đứa ở ở college là phải đi làm hết. Ba mẹ nhiều khi có khả năng cũng muốn cho nó tự làm, đó là con phải đi làm part time, đi bán mặt đồ nọ hay làm gì đặng đổ tiền xăng, hay là muốn, hay là nhiều khi ba mẹ cũng cho rồi mà nó muốn có thêm để nó xài theo ý của nó, là vì nó bận quá suốt tuần mắc học rồi, cho nên thứ bảy chủ nhật là nó đi làm, cho nên vì cái đó nữa. Và cái đó là 24%. Là tôi nói như vậy để các bạn thấy là cứ là nó đi lên, nó vừa xong nhà thờ, xin lỗi, nó vừa xong trung học, nó vô đại học một cái là một trong ba, các bạn nghe nha, trong ba đứa là một đứa là ngừng đi nhà thờ vì lý do là ô tôi move lên chỗ mới rồi, tôi không có quẩn rồi. Ở đó đi là ba má bắt đi vậy thôi, tức là nó không có chúa tôi vậy đó. Còn một ba ba đứa là một đứa nữa là nó nhìn thấy là hội thánh á là toàn là mấy người xét đoán chỉ tay năm ngón nha, mấy người giả hình không à. Cứ ba đứa là thấy một đứa như vậy, một đứa thấy như vậy rồi á, là nó cảm thấy không có liên hệ gì tới nhà thờ hết trơn, liên hệ với mấy cái người lạ lùng đó là cũng một ba đứa, là hết một đứa. Tôi đang đọc cho các bạn trở lại để nói cái percent đó, các bạn thấy không? Rồi á, là tôi không có đồng ý với những cái cách tổ chức nhà thờ là bốn đứa có một đứa cảm thấy như vậy.
và tôi mất đi làm là 24%, gần như 25%, thì nó giống như là bốn đứa là hết một đứa rồi. Thành ra các bạn thấy đây là những lý do chính khiến mấy đứa nhỏ nó bỏ nhà thờ. Nhưng mà cộng lại tất cả là 85%, các bạn nắm được không? Tổng Dạ. tất cả những lý do này cộng lại 85% Tôi là mấy hiểu đứa rồi. bỏ nhà thờ hết. Còn lại 15% á, là bởi vì sao mà nó vẫn tìm nhà thờ, nó vẫn tìm, việc đầu tiên nó vô trường là nó tìm kiếm có cái nhóm cơ đốc nào không, giống Yahoo vậy đó, tìm kiếm cái nhóm cầu nguyện nào của sinh viên, rồi nó bò tới nó kiếm, không thì nó leo lên văn phòng nó hỏi, nghĩa là nó muốn dính vô. Tại vì sao? Tại vì ba mẹ đã trồng cho nó cái gốc nó là Christian, cho nên nó đi đâu nó cũng là Christian. Nó đi nhà thờ không phải ba má bắt buộc, nó đi vì nó biết đó là cái linh hồn của nó cần thiết, vì ba mẹ đã trồng cho nó cái gốc. Cho nên 15% còn lại, dù nó đi chân trời nào, xa xôi nào, nó cũng đi kiếm, nó cũng đi kiếm nhà thờ. Nó không có, nó cũng tạo luôn một cái group học kinh thánh, nó nóng chảy như vậy đó. Nếu chung quanh cái trường nó không có thì nó sẽ tạo, nó sẽ đi kiếm mấy đứa kia. Còn nó không thấy ai là tin lành hết thì nó kiếm từ bạn thân của nó vô thư viện nó làm quen, rồi nó mời gọi đi vô học kinh thánh để nó tạo, ít nhất nó cũng tạo một group học kinh thánh. Thì đó là chỉ có 100 đứa là có 15 đứa được như vậy. Thành ra chúng ta thấy được cái nan đề hiện nay. Và ở Việt Nam thì cũng được xem, ở Việt Nam còn tệ hơn nữa. Việt Nam là cái kiểu mà cha mẹ là quyền hành, ở bên này là mình còn theo Mỹ một chút, mình còn phóng khoáng. Nhưng Việt Nam ở đây mình á, thì lại một số người Việt Nam á, lại bị quá đà trong cái chuyện là thôi nó là con của Mỹ mà, ô nó ở đây nó làm vậy mà, mình mặc cảm thì mình không có hiểu văn hóa ở đây. Cho nên á, là một mặt thì quá dễ dãi, nghĩa là con nói cha mẹ nghe chứ không phải cha mẹ nói con nghe. À, hồi xưa Việt Nam là mình bưng đứa nào về mà ba má không chịu là coi như là chấm dứt, không có cái vụ tiếp tục. Mà bây giờ là nó bồ ở đâu không cần biết, bồ công giáo, nó bồ mễ, nó bồ phi gì không cần biết, nó bưng về nó xè ngón tay ra, I'm engaged là xong rồi đó, là ba má mừng quýnh lên là nó có bồ, nó sắp sửa cưa lập gia đình. Nó là cha con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Ở bên Mỹ là như vậy, đó là cái culture của Mỹ. Mình lại đi lấy cái điểm yếu của Mỹ mà mình lại áp dụng cho con của mình. Rồi giờ ôi nó mà dùm nó Mỹ quá rồi, cô ơi nói nó đâu có nó nghe đâu. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Khi ngay từ nhỏ mình đã dạy nó, từ lúc mà nó còn mang thai, mình còn mang thai nó trong lòng, mình đã dâng nó cho Chúa, mình cầu nguyện, rồi bắt đầu từ ngày 1, ngày 2. Tôi nói với các bạn là bé bé mới có 3 tháng à. 3 tháng có biết gì đâu. Mà sắp sửa đút bình sữa đó thì mẹ cầm cái ngón tay nhỏ xíu, bàn tay nhỏ xíu của nó đặt lên trên mắt của nó, cầu nguyện cảm ơn Chúa nha con. Nó có biết gì đâu, nhưng mà mỗi một lần như vậy đó, làm chừng 10 lần là mỗi lần nó đói là nó đưa cái bàn tay nó lên mặt, nó đâu có biết đó là cầu nguyện, nhưng mà đã thành thói quen rồi. Hễ mà nó muốn bú là nó biết là phải đưa cái bàn tay của nó đưa lên trên mặt, có nghĩa là cầu nguyện. À, đưa má đưa lên, à, nhắm nhắm con mắt. Nhưng mà nó lúc đó đâu, ba má cũng đâu có nói 3 tháng là con phải nhắm mắt lại, nó đâu có hiểu gì nữa. Ba má chỉ cầm cái bàn tay nhỏ xíu của nó đưa lên, rồi mẹ nói cảm ơn Chúa nha con, cảm ơn Chúa, Chúa cho sữa, cảm ơn Chúa. Tập cho nó như vậy. Cho nên các bạn tưởng tượng 3 tháng thì cái dấu ấn bàn tay đưa lên mặt đó không bao giờ phai nhòa trong cả cuộc đời của nó. Các bạn có thấy không? Mình phải dạy từ khi con còn vô thức, chưa biết, Amen. tạo cho nó Amen. thành cái thói quen. Tức là như là nó biết rồi, lớn lớn 1 tuổi là nó biết rồi, là nó biết là trước khi đi ngủ là ba má cũng ngồi lại hết quây quần ở bên cái phòng khách đó, rồi ba má cầu nguyện, rồi ba má hỏi mình gì đó, rồi mình mới đi ngủ. Nó đúng 8 giờ là nó biết là phải có cái gia đình lễ bái. Thì lớn lên như vậy thì nó biết, nó 11 12 tuổi rồi, là 8 9 tuổi là nó tới giờ đó là nó ra ngoài phòng khách nó ngủ trước rồi, không hề mình giao cho nó việc nữa. Nói con bưng kinh thánh, đứa thì bưng thánh ca bài hát vậy, thí dụ vậy đó. Hồi xưa tôi là ba má là giao cái việc rất là, hồi xưa mình đâu có bài hát gì ngoài cuốn thánh ca với cuốn kinh thánh đâu, thì ba má giao bữa nay đứa nào bưng kinh thánh ra, đứa nào bưng thánh ca ra. Như thành ra tự nhiên mình thành cái thói quen rồi, nó chết cứng ở trong lòng mình, dù bây giờ mình 70 tuổi rồi mình không bao giờ mình quên được. Amen, Các cảm ơn bạn Chúa. thấy không? Phải dạy cho con đường nó phải đi, hầu cho trở về già cũng không ra khỏi nó. Amen. Thành ra trở lại 15% mà vững vàng đó là Amen. do cha mẹ làm gương, làm gương, làm gương. Các bạn nhớ tôi nói trong ở trong trại không?
ba ba cái phương cách dạy con hữu hiệu nhất là làm gương, làm gương, làm gương. Còn mình nói một Cảm ơn đằng mà chú. mình làm thì là sau này mình khóc, mà nói con vợ hồi nhỏ nó ngoan lắm cô ơi, đi nhà gỡ làm trưởng ban di động nó ác đó, nó đứng lên nó đờ, tại vì mình bắt nó làm với lại làm have fun, nó vui thì nó làm, nhưng mà nó không có cái ý nghĩa gì trong cái chuyện đó. Thành ra đó là cái mà tôi muốn chia sẻ. Tôi không biết là mục sư Giang Đông có finish cái luận án chưa, nếu chưa thì tôi muốn mục sư phải tìm cái chỗ nào mà nhét vô cho cái được, tại vì bây giờ nó quá nóng hổi, nhét vô tôi sẽ gửi tài liệu cho mục sư bằng tiếng Anh đó, là cái tôn giáo mới đó, nghĩa là hiện giờ nó tràn lan mấy đứa nhỏ bây giờ như vậy, tại vì mục sư sẽ đưa cái bài này, cái tài liệu tôi gửi là hướng về tương lai hay là bây giờ hiện giờ là sao, vì cái phong trào này nó càng ngày nó lan ra như là dầu loan vậy đó, và bị đưa mấy đứa nó so comfortable, nó không có từ chối Chúa gì hết, mà nói Chúa của má là Chúa xưa rồi, Chúa 1900 hồi đó, Chúa trong nhà thờ, Chúa đọc kinh thánh, Chúa kiên ăn cầu nguyện, Chúa không phải vậy đâu, Chúa phóng khoáng hơn nhiều, Chúa cảm thông hơn nhiều, các bạn thấy được không? Cho nên đó là nó thích cái Chúa của cái tôn giáo mới mà tôi đã nói ở trong trại đó. Thành ra Thu Hồng, Thu Hồng ơi, Thu Hồng có con không? Tôi nhớ là hình như có lần Thu Hồng cũng chia sẻ Thu Dạ Hồng thưa có hai đứa con. có, dạ dạ thưa có. Đứa 13 tuổi, đứa 19 tuổi. Đứa 19, đứa mấy nữa em? Dạ 13. Ồ, đó thấy không, đứa 13, đứa 19. Là đứa 13 ít nhất là cũng còn được 5 năm ở trong tay của mình. Rồi đứa 19 đó thì đó là đây là cái mà Hồng liên lạc với cô để cô gửi cho Hồng cái tôn giáo đó bằng tiếng Việt cái Hồng để Dạ Hồng vâng. biết. Amen. Dạ, cảm ơn cô. Hiện nay nó tràn lan như nước là cái gì để mình cầu nguyện khẩn thiết. Lỡ rồi trong 13 năm vừa rồi mình cũng không có làm đủ như mình đã học thì bây giờ vẫn còn phải không? Gần gũi con như thế nào để mà cầu nguyện khẩn thiết với con, dùng cái đầu gối của mình đó, cả thương động 2019 đó, đổ lòng ra như nước vừa đầu các phiên canh để mà khẩn đảo cầu nguyện cho con nhỏ của con, vì nó đang đói ngoài góc phố. Đói đây là đói tâm linh á, chứ còn Thu Hồng là cho nó đồ ăn dư dật ở trong nhà, ở Mỹ này mà không có cái chuyện đói, nhưng mà nó chết ở nơi góc phố, nó chết đói ở nơi góc phố, có nghĩa là nó chết đói trong tâm linh, thì mình phải hiểu được như thế nào trong vấn đề này. Và đó là điều mà tôi rất là cảm ơn Chúa khi mục sư vừa nói đến, giống như là nó nhói trong lòng tôi cái vết thương mà tôi Amen. luôn luôn, tại vì tôi làm cái chuyện mà Chúa kêu tôi là chăm sóc cha mẹ con cái, và cha mẹ nào thì cũng gọi vô cô ơi cô hỏi con tôi nó thế này, bây giờ nó hút thuốc, bây giờ nó xăm mình, bây giờ nó không đi nhà thờ, thì chúng ta thấy combine với những cái điều mà mục sư Giang Đông vừa chiếu lên á, là tại sao nó bỏ nhóm, tại sao nó không chịu đi nhóm, tại sao nó vô nhà thờ thì thụ động. Tôi trở lại vấn đề nhà thờ, nãy giờ tôi nói vấn đề là cha mẹ phải không, bây giờ trở lại một chút để nói về nhà thờ, tại sao nó không thích nhà thờ, là tôi nói với bạn là nó nhìn toàn là nó nhìn là toàn là những người xét đoán rầy nó, ví dụ nó bận cái áo hơi rộng rộng chút là mấy cái bà trong nhà thờ khó khăn, mấy ông, nhất là mấy bà là khó hơn mấy ông nữa, không nói gì nó, tại vì con của người khác không phải con mình, nhưng mà chỉ cần đôi mắt nhìn nó thôi, nhíu cái mày lại hả, đôi mắt nhìn là nó đọc được liền, nó đâu có ngu đâu, nó đọc được liền là nó bận một cái quần hơi rộng, hay là nó sơn cái tóc của nó, hay là nó đeo đôi bông gì đó, là nó làm gì mà nó hơi khé thường một chút, là tất cả những cái là nó đã chịu ngộp thở về ba má ruột của nó rồi, vô nhà thờ cả đống mấy chục ba mẹ khác nữa, chỉ cần nhìn nó thôi, đôi mắt nhìn nó một cách không chấp nhận, một cách khó chịu là nó biết liền rồi. Thành ra nó mới nói là judgmental, tại sao không có biết cái gì trong cái lòng của tôi mà nhìn bề ngoài của tôi mà xét đoán. Các bạn có thấy không? Thì bây giờ trở lại một điều nữa đó, là khiến cho hội thánh đó, là mấy ông ban chấp hành đó, từ ông mục sư đến ban chấp hành đó, là ban thanh niên là phải dưới quyền của ban chấp hành hội thánh, làm cái gì tụi nó xin lên cái gì cũng không cho, nó đem nó ý nó muốn cái gì để cho cái sinh hoạt của nó thích hợp với tụi nó, là hát ở nhà là hát tiếng Anh, nội cái chuyện mà hát tiếng Anh không là biết bao nhiêu thờ nhà thờ, tôi nói ở Mỹ này nè hồi ban đầu á, bây giờ thì hơi đỡ đỡ hơn chút, cũng có nhiều nhà thờ nó chứ anh nói gì, nó là người Việt phải tập cho nó đừng mất gốc mất gì, rồi cũng bắt nó, nhất là giờ thờ phượng đó, thờ phượng chung
cho mấy nhà thờ mà được có cái giờ thờ phượng riêng của mấy đứa tiếng Anh, phải không? Rồi mày có cái giờ nào đó mày giờ sinh hoạt tối thứ bảy là giờ thanh niên được rồi, còn chủ nhật là phải vô nhà thờ nhé. Nhà thờ hát là hát bài 1900 hồi đó, nhất là những bài thánh ca đối với mình là quá ngọt ngào, tại mình lớn lên như vậy. Còn nó sanh ở Mỹ, tiếng Việt nó cũng lởm bởm mà hát mà thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, nó chả biết hi kỳ là cái gì. Làm sao mà hát cái bài thánh ca thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ, nó có biết hi kỳ là cái gì. Rồi bao nhiêu cái ngôn ngữ của nó, mình hát những cái bài thánh ca cũ thì nó đâu có hiểu, tại vì tiếng Hán quá nhiều trong đó. Rồi cái melody của mình thì mình quá gần gũi tại tụi mình lớn. Còn tụi nó bây giờ là phải hát cái nhạc của tụi nó, rồi ngôn ngữ của tụi nó. Rồi mình không có cho hát một bài nào tiếng Anh tiếng Âu, tại vì mình nghĩ là tiếng Anh tiếng Âu cái gì, tụi bay muốn hát trò gì đó là tối sinh hoạt thanh niên đó. Còn giờ này là giờ thờ phượng chung hội thánh, là mình lại áp đặt nó, không rồi bắt nó làm những cái chuyện mà nó thấy vô nghĩa, không hiểu. Đó thì cái đó là cái quá truyền thống mà mình không có open cho con mình được. Thứ nhất, thứ hai đó, tôi gặp bao nhiêu hội thánh rồi, một Bắc Kinh là nắm rõ nhất, hội thánh của ông Thủy đó, là có một dạo tìm thanh niên, tìm mục sư thanh niên, rồi á, khi mà ban chấp hành với mục sư mà tìm á được rồi, một người này được quá theo vừa lòng mục sư với ban chấp hành rồi đó, thì đem mục sư đó xuống gặp tụi nó trả lời nó không chịu, nói cái accent của tiếng Anh của ông đó không được. Cái ông đó thì dĩ nhiên là mục sư tìm, ban chấp hành là tìm người giỏi tiếng Anh, phải không? Nhưng mà các bạn có biết không, tiếng Anh á, mà tiếng Anh của mình nó khác với tiếng Anh của mấy đứa nhỏ đó, các bạn nắm được không? Cái ngôn ngữ đó, nói nên nó thấy là cái ông này không được, cái ông này tiếng Anh không phải tiếng Anh của tụi này, và nó không chịu. Rồi khi mà nó tìm được cái người đó thì đưa lên ban chấp hành, ban chấp hành với mục sư không chịu, nội cứ nhiêu thôi đó là ầu dí dầu mấy năm là hội thánh nó không có mục sư, các bạn có thấy không? Đổi bấy nhiêu đó thôi, đó là hội thánh rất là cởi mở, hội thánh bằng lòng tìm mục sư cho tụi nó. Còn nhiều hội thánh là có mục sư thì cũng phải có mục sư của giới trẻ, thì cũng hoàn toàn phải lệ thuộc ban chấp hành và mục sư. Ông mục sư giới trẻ mà đưa lên cái gì đó là ban chấp hành bác là ông mục sư đó cũng không được làm gì hết. Thành ra các bạn có thấy không, rất là nhiều cái gáp bự giữa mấy người bự, mấy người có quyền hành, mục sư và ban chấp hành, với cái người mục sư trẻ thì không có cái sự hợp tác, sợ nó lấn quyền, sợ nó làm vậy rồi quay vô để nó phải kỷ luật, nó phải áp dụng theo đường xưa lối cũ của mình, rốt cuộc lại nó bỏ đi hết trơn, tại vì nó không thích được. Cái ông mục sư đó cũng không làm được gì hết. Tôi nói sống bên đông mà động bên tây đó, phải không? Tôi nói tuy rằng nói đấy nhưng đây động lòng, động lòng luôn tới mục sư văn đông, mà tại vì bao nhiêu ước muốn làm gì hết thì không có được cái sự approve của ban chấp hành và mục sư. Thì mình thấy đây chỉ là một trường hợp mà nó tiêu biểu cho rất nhiều trường hợp khác, mà tôi là cái người giảng dạy trong trường thần học, cho nên á, những sinh viên tốt nghiệp thì bao nhiêu chục năm tôi biết từng khóa tôi là nắm các bạn nó nhiều nhất, cho nên tôi là người nhận được phone nhiều nhất của các mục sư Việt Nam ở 50 tiểu bang, kể cả qua bên Úc cũng kêu, qua tới Tân Tây Lan mới tuần rồi cũng hét kêu, cô Tuyết ơi, hội thánh của em kiếm mục sư quản nhiệm quá cỡ, mà giờ cô có một có sinh viên tốt nghiệp nào để cô giới thiệu. Mà bao nhiêu, còn đó là cái đó, trường hợp in New Zealand là xin mục sư quản nhiệm. Còn bao nhiêu hội thánh ở 50 tiểu bang này gọi tôi nói, tụi em cần dứt mục sư, tụi em cần mục sư cho thanh niên, tụi em cần mục sư cho thanh niên, tôi cần mục sư cho thanh niên, cô Tuyết ơi có ai không? Là khi nhận ra rồi đó thì tìm kiếm, mà bây giờ đó mục sư thanh niên cũng không có, muốn kiếm người Việt chứ không muốn kiếm người Mỹ. Mà người Việt á, thì mấy đứa nhỏ nó đã không xong đại học hay là xong high school, hỏng 10 đứa không có một đứa bước vô cái trường. Nó thà nó đi làm kỹ sư rồi nó về nó ắt tiệp trong nhà thờ thì nó làm, mà dân mình hầu việc Chúa là nó không làm. Nó nhìn thấy không biết cái, vì mình không có nuôi dạy nó để nó thấy được cái đó là cái sự kêu gọi, hay là nó nhìn thấy cái hội thánh của nó sợ quá, làm ông mục sư làm gương trăm họ, làm dâu trăm họ, nó sợ quá không biết lý do gì. Nhưng mà cái điều quá đau lòng các bạn ơi là gần 20 năm nay, tôi nói nhà thờ Tin Lành Việt Nam á, không có một đứa nào mà nó đi học Kinh Thánh hết trơn, mà không có đứa nào đi học Kinh Thánh đào tạo làm mục sư, thì có ai ra làm mục sư dứt
mục sư cho thanh niên người Việt Nam. Cho nên các bạn mà đọc hướng đi các bạn cũng thấy đó, là bao nhiêu đăng như là rau mặt vậy đó, chúng tôi hội thánh bla 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 cần một mục sư thanh niên lương bao nhiêu full time bao nhiêu, làm như là một cái employee đi kiếm kiếm người ngoài đó, lương phạn bao nhiêu đủ thứ hết, biết tiếng Anh biết tiếng Việt hai ngôn ngữ, mà bao nhiêu các bạn dở lại trong những cuốn hướng đi cũ này. Mỗi lần mà tôi mở cuốn hướng đi tôi kiếm cái đó trước nhất, tại vì đó là cái lòng của tôi ở đó. Rồi bao nhiêu người gọi tôi để kiếm mục sư, không có, tại vì mình không có, như mấy đứa nhỏ nào nó ngán ngẩm quá, nó đời sống tâm linh của nó không có nhìn thấy được được theo Chúa được không, Chúa là phước hạnh cho nên không có. Rồi bây giờ nhìn lại nè, Fuller, một cái chủng viện lớn nhất ở Cali, ngay cái chỗ cái vùng Cali của mình đó. Mà bây giờ hồi tôi còn ở đó là cái trường lớn nhất, và trong hội thánh của mình cũng rất là nhiều người học từ đó ra. Mà bây giờ cái chủng viện đó phải bán cái chủng viện nó đi, bây giờ top lại còn có chút xíu là tại vì không còn sinh viên học nữa, không còn sinh viên du học. Một cái chủng viện rất lớn, thu hút nhất là người Đại Hàn, thứ hai là người Việt Nam, bao nhiêu người Á Châu và Mỹ cũng có, bây giờ không còn ai học hết trơn, tẹt xuống. Rồi mục sư Đặng Quy Thế cũng mới nói với tôi cách đây chừng 2 tuần, ông nói là có một cái trường thần học rất lớn ở Texas, nổi danh bao nhiêu đời rồi, thì ông nói ông mới đi dự tốt nghiệp, lèo tèo có mấy đứa tốt nghiệp thôi, tức là ông không thể tưởng tượng những trường lớn. Có nghĩa là tình hình chung ở khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ cộng luôn Việt Nam của mình, là số số người, tôi nói Việt Nam ở Mỹ đó nha, là cái số mà mấy đứa nhỏ muốn dấn thân đi học để làm mục sư không còn nữa, không có. Thành là làm sao tương lai của mấy đứa nhỏ của mình còn lớn lên mà có được cái thế hệ đó. Thôi tôi cũng ngừng ở đây tại vì cũng để dành cầu nguyện, nhưng mà tại vì mục sư hỏi thì sẵn đây, tôi cũng nghĩ là chúng ta cũng cần biết, chúng ta cũng cần biết một có một cái nhìn tổng quát á, chứ mình biết con mình không, nhưng mình có một cái bức tranh tổng quát để mình thấy, để làm gì, để mình khẩn thiết cầu nguyện cho, nếu Chúa chưa đến thì tương lai của hội thánh mấy người già như tụi mình từ từ lớn lên chết hết ngắt hết trơn rồi, rồi thế hệ mấy đứa nhỏ giờ không còn cái thánh thì nó đi nhà thờ Mỹ, thiệt sự nhà thờ Mỹ thì nó cũng lạnh lẽo lắm, tại vì nó rất là individual, đời nó là cá nhân chủ nghĩa đó, các bạn thấy không, đi nhà thờ gặp nhau how are you, I'm fine, lòng tan nát cái miệng cũng I'm fine, chứ còn nó họ hỏi lịch sử gì tới, họ la quát lại mình đâu có đổ lòng chuyện riêng của mình ra, mà họ không có nói được các bạn. Tôi đi nhà thờ Mỹ biết bao nhiêu, bây giờ hiện giờ tôi cũng đang thì là chuyện riêng của họ không có ném ra họ nói đâu, tại vì họ lớn lên từ cái cá nhân chủ nghĩa, this not your business, this not your business, không phải chuyện của du, rồi mình cũng không dám hỏi luôn, mình hỏi mình nói, tự nhiên chuyện của người ta đi hỏi tò mò, thành ra đâm ra cái tình thân chặt không đứt bức không rời của những chi thể trong cùng một thân, mình bị cái culture này nó cũng làm cho mình cũng không nói nữa. Thành nó trở lại trước khi chúng ta cầu nguyện, cảm ơn mục sư đã đưa ra cái nan đề này, và tôi nghĩ rằng mục sư cũng nên đưa thường xuyên ở trong cái vọng canh Amen. để chúng ta giờ này hiệp lòng cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện riêng, tôi van xin mọi người, tôi nhắc lại, dù không có con thì cũng đổ lòng ra vì những đứa trẻ trong hội thánh, những con của bạn mình cũng là con của mình, để mà cầu thay, cầu thay. Các bạn nhớ trong Timôthê nhất đoạn 2:11, trước hết ta dặn rằng hãy cầu xin kêu vang tạ ơn và khẩn nguyện cho mọi người, trước hết mọi sự, trước khi mình cầu nguyện cho mình, ta dặn rằng, Phaolô dặn Timôthê gì, trước hết mọi sự ta dặn rằng cầu xin kêu vang khẩn nguyện cho mọi người, tức là chúng ta phải đặt cái vấn đề cầu thay trước nha các bạn, trong cái list của mình đó, đổi lại đi, cầu thay cho nhà Chúa, cầu thay cho các đầy tớ Chúa, cầu thay cho các ban chấp hành lãnh đạo, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà thờ là như thế nào, chúng ta thấy không, nếu như mà được các mục sư mà thoáng một chút thì cái trại vừa rồi mình không có chỉ có 30 người, Phải chưa? phải không, bao nhiêu những con gái của Chúa những nơi khác thèm khát đến họ mà không đi được là tại vì không có cái sự khích lệ của các mục sư. Thành là chúng ta cầu nguyện, các bạn ơi, chúng ta nhớ là nhớ cái câu Timôthê đoạn 2:11 giùm tôi,
Chúa dạy mình là trước hết mọi sự, có nghĩa là trước khi cầu xin cho mình, đổ lòng ra cầu thay cho nhà Chúa, cho công việc của Chúa, cho mấy đứa nhỏ con của mình ở trong Chúa, chứ không phải là con ruột của mình, mà nó là con thiêng liêng, con tinh thần. Tại vì chúng ta là những chi thể trong cùng một thân, mà nó cũng là, mình là ngón tay thì nó cũng là ngón út, mình là ngón trỏ thì nó cũng là ngón cái, mình chung với nhau như vậy trong cùng một thân, để mình đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa mà mình cầu nguyện. Ở trong đấy sai, Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia thấy không có người cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Các bạn có đọc câu đó bao giờ chưa? Không có thấy, trên trời Chúa thấy không có người cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Tại sao tụi bay quá selfish? Tao đặt tụi bay, tụi ta đặt các con ở trong trong thân thể mới, trong nhà mới, trong cái kingdom mới, trong cái vương quốc mới, ra khỏi cái gia đình riêng, ra khỏi cái hội thánh riêng, mình phải nhìn có cái tầm nhìn rộng hơn. Mình cầu nguyện khẩn đảo cho giới trẻ của mấy đứa nhỏ, giới trẻ Việt Nam, giới trẻ bên Hàn Quốc, nhất là giới trẻ Âu Châu. Âu Châu là có cái dịp nào mà tôi sẽ nói với các bạn cái tình hình lụng bại của ở bên Âu Châu là như thế nào về vấn đề đạo đức. Tôi nghe các mục sư từ bên đó nói với tôi mà lòng tôi không thể tưởng tượng được. Trong thời kỳ cuối cùng, Chúa nói là gì? Khi con người đến, liệu còn thấy đức tin trên mặt đất sao? Các bạn có thấy không? Bây giờ mình làm cái gì? Mình giữ hồn mình trước rồi mình mới cầu nguyện khẩn đạo để Chúa thương xót cách nào đó. Thôi tôi không nói nữa. Tôi nói chứ tất ngày mai cũng chưa hết. Cảm ơn Chúa. Chúa dẫn dắt chúng ta ở trong thời gian này, và em nghĩ là mỗi người chúng ta có 1 phút để chúng ta khẩn đảo cầu thay cho các đứa con của mình. Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện 1 phút thì không đủ đâu, nhưng mà trong cái giới hạn của vọng canh, chúng ta nghe những điều này và chúng ta nói với Chúa những cưu mang của chúng ta, và sau đó chúng ta trở lại để cùng hiệp một với lời cầu nguyện của giáo sư Ánh Tuyết. Vâng, mọi người chúng ta đến với Chúa đi quý vị, cầu nguyện với Chúa giờ này trong 1 phút, chúng ta nghe những điều cần nghe buổi sáng hôm nay, và xin mọi người chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con khẩn đảo cầu xin Chúa. Chúng con biết được các lý do vì sao mà hội thánh của Chúa bị mất đi những người trẻ, và nó giống lên một cái hồi chuông cho chúng con. Chúa ơi, không chỉ là lỗi của những người trẻ mà là lỗi của những người cha, người mẹ, những người lãnh đạo nữa. Chúa ơi, nhưng đó không phải là những điều mà đã trễ rồi đâu, Chúa ơi. Vâng, mặc dù chúng con đã thấy những điều này đã trôi qua một cách uổng phí, nhưng Chúa ơi, vẫn còn cơ hội để chúng con dạy dỗ con cái trở lại. Chúng con làm lại cuộc đời, chúng con làm lại thế hệ, xây dựng lại thế hệ cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con xin dâng lên cho Chúa những cái điều chúng con nghe về cái số, cái survey mà chúng con thấy được. Chúa ơi, từ 34 đến 85% những sinh viên sau đại học bỏ nhà thờ. Chúng con hiểu vì sao, lý do đó, những lý do đã xảy ra những cái việc này. Con xin Chúa giúp ơn cho chúng con. Chúa ơi, chúng con làm lại, xây sửa lại cuộc đời, sự hầu việc Chúa, xây sửa lại những đồng lương hầu việc Chúa. Chúa ơi, chúng con nhìn thấy giới trẻ của chúng con trôi qua, tuổi trẻ của họ bị ma quỷ nó. Ngày hôm nay người trẻ còn còn dám đi học thần học nữa, bởi vì họ thấy những điều mắt thấy tai nghe, những điều họ từng trải qua, và họ ở ngoài kia những đứa trẻ nó đang cảm thấy nản lòng, cảm thấy sợ hãi, cha mẹ thấy không có một cái sự kết nối gì, một sự liên hệ gì với hội thánh. Chúa xin con đứng trước động viên cho sức mẹ này, và chúng con cầu nguyện xin Ngài tha thứ cho thế hệ gì được đó. Thứ nhất, thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì mà đã gây nên cái sự tổn hại, cái sự xa cách của thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm và thế hệ ngày hôm nay. Chúa ơi, con xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Ngài. Chết mất, ta Chúa phải, chúng con cầu nguyện để chúng con sửa lại thái độ và hành động của chúng con. Xin Chúa nhớ đến hội thánh của Chúa, Ngài nhớ đến cho tất cả chúng con, để tất cả chúng con cùng lại chuẩn bị đời sống của mình xứng đáng cho tình yêu và sự chăm yêu và sóc yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự mong đợi của Ngài dành cho hội thánh. Chúa ơi, cho những điều chúng con nghe sáng hôm nay thật bất lợi cho chúng con, Chúa ơi, và chúng con xin Chúa cho chúng con sửa lại những điều chúng con bảo vệ đã mắc vào. Chúng con cầu nguyện tha thứ cho chúng con về những sự áp đặt, về những cái ánh nhìn, về những cái thái độ của chúng con. Chúng con cần phải hiểu chúng nó hơn, cần phải trở nên như
các con em Chúa của ơi, chúng con, bảo vệ để các làm con bạn, của chúng để con hiểu, Chúa ơi, để giúp ở đỡ, cái nhất là chúng con làm của gương những ngựa Chúa trò ơi, chơi, điều mà Chúa của hướng dẫn những chúng con sáng hôm nay. Ảo Chúa ơi, xin Chúa ở cho trên chúng con mạng. sửa lại. Đừng lo Chúa ơi, cho chúng người con chỉ biết trẻ, giao phó những cho người Chúa, cha, cho những người con mẹ. Vâng, con cảm ơn Chúa về những người cha, tay những người mẹ. Và chúng trên, con, tất cả chúng con đều có những đứa con cháu, những đặt đứa con. Trên giường ngủ. Chúa ơi, có những người không chúng có con cái tay thì cửa cũng phòng lấy tình yêu thương, lấy để những sự học con biết, những cái kinh nghiệm mà có thể phòng, coi các con, Chúa kéo người trẻ những đứa là nào các cũng con đang của nhắc mình để mà thế hướng dẫn chúng nó. Quên Chúng con lối tạ về, ơn Chúa vì trách nhiệm về này thuộc về tất cả chúng được con, không trị chỉ là nhắc những người cha nhở mẹ Chúa, mà là những có những người giấc mơ, ngay cả những ác cô mộng chú, những người bác, để chúng nó những biết người có quay mối liên hệ trong hội thánh, những người Chúa ơi, tín hữu trong hội thánh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều chúng lắm, con khen Chúa của chúng con, tha thứ cho chúng con. Bây giờ xin chúng này ta cùng hiệp một với lại giáo sư Ánh Tuyết. Và sau khi giáo sư cầu nguyện xong, quý vị có những cái trăn trở nào quý vị có thể đặt ra, để chúng ta có cơ hội, chúng ta có dịp thì chúng ta làm tới luôn quý vị, khỏi sợ quý vị, khỏi ngại. Vâng, xin mời cô Ánh Tuyết dâng lời cầu nguyện giờ này. Xin chúng ta hiệp lòng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, chúng con đến trước mặt Chúa với tất cả tấm lòng tan vỡ, bởi vì chúng con đã sai lầm. Chúng con không sống làm gương, chúng con đã bị cơm áo gạo tiền nó bật rồi, chúng con không có thời giờ riêng với con, chúng con không có cùng các con có thời giờ riêng với Chúa, chúng con không đã cho chúng thấy rằng Chúa là trên hết và có Chúa là đủ rồi, và Chúa ban cho đủ ăn đủ mặc. Chúng con chưa có làm cho các con chúng con thấy được rằng chúng con là những người con của Chúa. Trên cái cõi đời này chúng con chỉ là khách bộ hành và chúng con chưa tới nhà. Chúng con chờ đợi mong ngày chúng con trở về nhà của chúng con. Chúng con đã sống như trần gian là cái nhà của chúng con, không có khác gì với những người chung quanh. Và chính nếp sống của chúng con đã không có làm gương cho các con của chúng con, và nó cũng bị quá nhiều áp lực trong trường, dạy những cái gì, bạn bè xấu cho nó thấy cái điều gì. Còn cha mẹ thì cũng không có ở nhà thường xuyên gặp gỡ chúng nó, và có ở nhà thì cũng không biết cách để trò chuyện gần gũi, cầu nguyện với con, tâm tình với con, đi đâu cũng chỉ Chúa cho con. Con đã không làm được điều này, cho nên các con bây giờ nó lớn rồi, nó bị những áp lực khủng khiếp của thế gian ngoài kia, mà nó đang lơ tơ mơ, nó đang ra khỏi riềng nhà của Chúa. Những em đã lên đại học. Ôi Chúa ơi, chúng con đến với Chúa và xin Cha tha thứ cho chúng con là những bậc cha mẹ. Và chúng con cũng cầu nguyện không chỉ những bậc cha mẹ trong vòng kênh, mà chúng con cũng khẩn đảo để chúng con thay mặt cho những cha mẹ là những người con cái Chúa khắp mọi nơi. Chúng con cũng đã rơi vào cái mưu kế rất êm ái của ma quỷ. Chúng con cứ nghĩ là chúng con đi nhà thờ đều đặn, chúng con có dâng hiến đều đặn, chúng con cũng la hét mấy đứa nhỏ đi nhà thờ là đủ. Chúa ơi, mà chúng con thấy cái đó chỉ là những cái gì quá nhỏ nhặt, hình thức, mà điều mà chúng con cần làm thì chúng con đã không làm, là trồng nó vào cái gốc của Chúa ngay từ thuở thơ ấu, bằng chính cái nếp sống của chúng con và bằng lời nói của chúng con, phải dạy con khi ra khi vào, khi đứng khi ngồi, khi đi, khi ở trong nhà, khi ra ngoài đường, và dán tất cả lời của Chúa trên cột, trên trán, trên bàn, đầy dãy trong nhà. Và chúng con đã không làm theo lời chỉ dẫn chi tiết của Chúa, cho nên chúng con xin Chúa thương xót, tha thứ cho chúng con. Và Cha ơi, bây giờ trong từng hoàn cảnh của từng mỗi gia đình riêng, có rất nhiều cha mẹ cũng không có nhận thấy như là chúng con nhận thấy sáng hôm nay, và cũng chắc là ở hít hà rồi cũng thôi, tại tụi nó sinh ở Mỹ rồi cũng không biết làm sao. Ô, con giao con cho Chúa, nhưng mà không thể giao như vậy được. Cha ơi, Chúa giao cho chúng con là những viên ngọc quý đối với Chúa. Nhớ như bài hát thanh ca, dâng con lên đây là những viên ngọc đẹp rồng này, để dâng lên cho Chúa, dâng lên Chúa. Hầu hết chúng con đều dâng con của chúng con trong nhà thờ, nhưng mà dâng có nghĩa là Chúa giao cho chúng con những viên ngọc quý để chúng con nuôi dạy, chứ không phải chúng con đẻ ra rồi chúng con để cho Chúa nuôi dạy. Trách nhiệm đó của chúng con, mà Chúa ơi, chúng con đã không làm tròn. Chúng con cầu nguyện, thứ nhất xin Chúa tha thứ,
cho những bậc cha mẹ. Và thứ hai, xin Chúa cho cha mẹ ngừng lại những gì mình đang làm, đặt lại thứ tự ưu tiên, để rồi dùng cái đầu gối của mình. Đã trễ, các con đã 18, 20, đã đi vào đại học, đã có những cái tội lỗi mà chúng con đau lòng. Nó đi ra, nó dọn ra, rồi nó sống riêng với bạn gái. Biết bao nhiêu đứa hiện nay là như vậy. Con của Quỳnh Hoa rồi, con của Kim Huệ, Kim Huệ, và bác biết bao nhiêu đứa. Không phải chúng con nói trong vọng canh mà chung biết bao nhiêu đứa, con của Mai Trinh, biết bao nhiêu đứa. Ôi Chúa ơi, chúng con sẽ làm gì đây? Con chỉ biết xin Chúa thương xót, tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã không làm gương, vì chúng con đã không dạy nó như là ưu tiên hàng thứ nhất trong đời sống của cha mẹ phải là nuôi dạy con, vì đó là trách nhiệm Chúa giáo. Thì bây giờ cha ơi, con cầu nguyện Chúa thương xót, để Chúa dạy các cha mẹ đang có con như vậy thì phải làm gì, là dùng cái đầu gối của mình, không có trách móc con gì hết, mà từ từ Chúa ban sự khôn ngoan, Chúa thấy tấm lòng đau thương thống hối, và Chúa sẽ có cách của Ngài. Chúa cha của chúng con có thể làm được mọi sự, ngay cả người chết có mùi mà Chúa vẫn làm cho sống lại. Huống chi các con của chúng con nó chỉ đang sa ngã, chúng con cũng tin rằng nó cũng còn Chúa ở trong lòng. Thì Chúa ơi, đừng có tuyệt vọng, đừng có đau khổ, đừng có giày vò tội lỗi mặc cảm nữa. Khi chúng con đã đổ lòng ra mà xưng tội với Chúa thì chúng con phải đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Chúng con phải đứng dậy với cái đường hướng mới mà Chúa chỉ dạy cho chúng con. Không bao giờ là quá trễ đối với Chúa. Không bao giờ là quá trễ. Xin Chúa an ủi lòng của các bà mẹ, các người cha. Con nói hết điều này để không phải tạo cho anh chị em chúng con sự mặc cảm, nhưng mà nhận ra điều thiếu sót của mình. Chạy đến, con sai rồi, con đã sai rồi, xin Chúa tha thứ. Và giờ đây, Chúa ơi, trong Chúa không có gì trễ cả. Chúa có thể làm được mọi sự. Những đứa con có đi xa, Chúa vẫn đem nó về được bởi sự thương xót của Chúa, bởi quyền năng kỳ diệu của nó, mà chúng con tin chắc được điều này. Cho nên chúng con dâng những đứa con đi lang thang xa rằng Chúa, đi xa xa Chúa, thì chúng con xin Chúa thương xót các những người cha mẹ này, dốc lòng cầu nguyện, tin chắc. Và khi cầu nguyện thì đem cái viễn ảnh, đem cái ước mơ rằng cái đứa con đó là một đứa con nó sẽ trở về nhà Chúa, nó sẽ trở về với Chúa, nó nóng cháy, nó yêu thương Chúa, nó sẽ kính sợ Chúa, nó sẽ hầu việc Chúa. Hãy đem cái hình ảnh mà mình mơ ước đó để dâng lên cho Chúa, lại Chúa đem cái đứa con đó về lại cho con, đem cái đứa con tốt đẹp đó. Và cứ chỉ có Chúa mới đem về được. Và Chúa sẽ dạy cho từng cha mẹ một, vì mỗi đứa con mỗi khác nhau. Chúa chỉ cho cái cách mình làm bạn với nó, mình yêu thương nó, mình nói với nó là mẹ đã sai rồi, ba đã sai rồi, nhưng mà con ơi, Chúa vẫn là trên hết. Dù là con bây giờ con có sai sót chỗ nào đó, Chúa vẫn yêu thương con và Chúa vẫn muốn đem con trở về làm con của Ngài. Vì mẹ đã dâng con từ nhỏ thì con thuộc về Chúa. Xin Chúa ban cho các người mẹ, người cha có sự khôn ngoan để mà trở lại làm bạn với con, không la rầy, không hét vì lỗi của mình, mà làm bạn với nó, cảm thông với nó, rồi từng bước đưa nó về, từng bước, và sẽ không yên nghỉ cho đến khi Chúa làm thành điều tốt đẹp này. Amen. Cho con của mình. Dù nó phải là một năm, dù nó là hai năm, Chúa cho chúng con kiên trì. Chúng con đã sai 18, 19 năm, 20 năm, thì bây giờ đem nó trở lại cũng không thể một sớm một chiều, tùy lòng, tùy theo cái ơn thương xót, tùy theo cái chương trình của Chúa. Nhưng mà con cầu nguyện cho tất cả các cha mẹ bên lòng, thay đổi mình trước, rồi cứ tiếp tục cầu nguyện cho con. Thì con tin chắc rằng Chúa sẽ làm. Điều này khích lệ cho chúng con, bởi vì những người đầy tớ của Chúa cũng có biết bao nhiêu đầy tớ của Chúa cũng đã sai phạm, và con của họ cũng bước ra. Ông Billy Graham cũng có những đứa con ngoan đàn. Nhưng mà cha ơi, ông nói gì? Chúng tôi chỉ biết dùng đầu gối. Và khi chúng con dùng đầu gối, thì Chúa đem những đứa con hoang, đi hoang, đi la xa, lang thang khỏi ràng Chúa, Chúa sẽ đem về. Và con tin chắc rằng những đứa con của những người mẹ đang có mặt trong vòng canh, chắc chắn Chúa sẽ đem về. Bởi lời cầu thay của chúng con, bởi tấm lòng tan vỡ của những cha mẹ. Con tin chắc điều này, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con khởi khen Chúa, để Chúa ban cho chúng con một niềm tin mới, một hy vọng mới ở trong Chúa. Thì không có gì là quá trễ, không có gì là tuyệt vọng. Bởi vì không có chi Chúa không làm được. Cho nên chúng con ngợi khen Chúa trước, chúng con cảm tạ Chúa trước, chúng con xin Chúa gìn giữ lòng
của những bà mẹ để vững tin nơi Chúa, cứ tiếp tục kêu xin trước mặt Chúa và Chúa sẽ làm. Đừng bao giờ give up, đừng bao giờ đầu hàng. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con xin Chúa không phải lời cầu nguyện ngắn ngủi trong thời giờ này, cho chúng con cứ tiếp tục cầu nguyện trong tinh thần, cầu nguyện trong sự hy vọng, cầu nguyện trong niềm tin, chứ không phải vừa cầu nguyện vừa khóc vì chúng con cứ nhìn mãi cái đứa con hiện giờ. Không, chúng con phải nhìn cái đứa con mà Chúa sẽ đem về để chúng con nuôi hy vọng. Chúng con cảm tạ Ngài, để chúng con tin cậy Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng con xin dâng tất cả, đặc biệt là những người mẹ, những người cha trong vọng canh có những đứa con đi lang thang. Xin Chúa cho các bạn vững lòng tin, tiếp tục và hết lòng cầu nguyện. Xin Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì? Bây giờ con phải làm gì? Và khi Chúa phán thì làm theo. Con cảm tạ Chúa. Con kính dâng tất cả những đứa con yêu dấu của chúng con ở trong vọng canh này. Xin Chúa gìn giữ, xin Chúa bảo vệ chúng nó. Chúa, chỉ có Chúa mới bảo vệ chúng nó và bảo vệ tấm lòng của những cha mẹ, hầu cho chúng con cứ tiếp tục cầu thay cho đến khi chúng con nghe được những tin tức tốt lành. Hôm nay Chúa đem đứa này về, hôm ngày mai Chúa đem đứa kia về, lòng chúng con rộn rã vui mừng hát bài cảm tạ Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sẵn đây, trước khi mà chấm dứt, cái tôi cũng chưa có coi đồng hồ, còn mấy phút nữa. Nhưng mà tôi nói các bạn thế này nè. Tôi đã học được một cách cầu nguyện rất là tuyệt vời mà trước khi tôi học tôi cũng không có biết được cái này, và kể từ khi tôi học tôi đã đem cái cách cầu nguyện này tôi áp dụng và tôi thấy quá tuyệt vời. Thì tôi cũng sẵn đây, không biết có bạn nào chưa có nghe cái cách cầu nguyện này, thì không phải cầu nguyện cho con của mình không nha, cầu nguyện cho tất cả mọi nan đề là như thế này. Tôi học được từ ông David Yanghicho, sau này ông đổi rồi là mà ông tên là Paul Yanghicho thì mình nghe rất là quen. Và sau đó thì ông nói là Chúa khải tượng, ông biểu là ông phải đổi tên lại, thì ông đổi là David Yanghicho. Nhưng mà đó là cái ông mà cái quyển Đức Tin Năng Động đó. Cái ông mục sư mà có hội thánh lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc đó. Mà các bạn nào mà có dịp mà đi du lịch đi qua Seoul đó, là Hán Thành đó, thủ đô của Hàn Quốc, thì các bạn đừng quên. Khi tôi qua đó tôi dạy lớp bên đó, là tôi đã cầu nguyện Chúa ao ước được đến nhà thờ của ông đó, nhà thờ lớn nhất thì như thế nào, và đến các núi cầu nguyện của ông đó thì rất là tuyệt vời. Thì ông đã Chúa được cất về năm ngoái rồi, nhưng mà hiện giờ thì cái tầm quan trọng ảnh hưởng của ông, và nhất là cái quyển Đức Tin Năng Động đó, các bạn phải tìm cho được, để tôi, nếu mà tôi tìm được thì tôi cũng sẽ gửi cho các bạn. Tôi không biết là có thể kiếm được ở trên internet hay không, nhưng mà cái quyển đó đó thì một cái, các bạn mà đức tin của bạn mà đang số 5 á, mà các bạn đọc cuốn đó, đức tin của bạn nhảy lên tới số 100 luôn, bởi vì ông ấy sống bằng đức tin năng động. Tôi đã nói với các bạn đó là có 3 loại đức tin. Đức tin môi trường là mấy đứa nhỏ của tụi mình á, còn ở trong môi trường nhà của mình, còn trong đức nhà thờ thì nó đi nhà thờ, rồi ra khỏi môi trường nhà, nó không còn ở trong nhà, nó không còn ở trong nhà thờ, là nó bay qua môi trường khác, là nó giống con cắt kè. Đó là đức tin môi trường. Thứ hai là đức tin truyền thống, là nó nhận vô thì nó cũng nghe, tại vì tới 3-4 đời là mục sư, 3-4 đời đạo dòng thì nó quen quá rồi, nó là truyền thống rồi, phải không? Nó cầu nguyện giỏi hơn ai hết trơn, nó đọc kinh thánh, nó tại vì truyền thống máu trong lòng nó ra rồi. Nhưng mà nó cứ như vậy thì nó chỉ có đức tin trong lý trí mà thôi, đức tin truyền thống, đức tin trong sự hiểu biết. Nó biết mà, nói tới ông nào trong kinh thánh nó cũng biết hết, và nó cũng giảng được bài rất là hay, không có sai kinh thánh gì hết, nhưng mà nó không có sống theo cái điều đó. Là đức tin truyền thống, đức tin lý trí mà thôi. Còn cái đức tin thứ ba gọi là đức tin năng động, là cái đức tin mà sống với cái đức tin của mình. Đức tin năng động là tin, là tin quyết, và sống với niềm tin, bất cứ cái gì cũng xin, và xin là biết chắc là được rồi. Và cả cái quyển sách rất là mỏng, nhưng mà ông kể liên tục tất cả những kinh nghiệm của ông. Ông cầu nguyện, ông cầu nguyện ban đầu là một mục sư mới có lèo tèo, mục sư giống như trường đạo sinh mới ra trường, không có cái xe đạp đi thăm tín đồ nữa, không có cái bàn để ngồi soạn bài nữa, ở trong một cái phòng nhỏ xíu, còn độc thân như vậy đó. Ông mới cầu nguyện Chúa cho con cái xe đạp để con đi thăm tín đồ, Chúa cho cái xe đạp. Ông cầu nguyện xin Chúa cho cái bàn, cái ghế để ngồi viết, từ cái mà ông xin cái gì được cái nấy đó. Rồi cái bây giờ ông nói con có hội thánh, con có 30 người, giờ con muốn người thánh con 100 người, Chúa cho 100. Cái ông nói giờ con muốn 1.000, các bạn tưởng tượng không?
ổng làm cho mấy người ban chấp hành ổng bao nhiêu lần tưởng ổng bị tâm thần luôn á. Mục sư ơi, 1.000, 100 là giữ không xuể, gì sư mục sư đồ 1.000 khủng khiếp vậy, thì Chúa cho 1.000, 1.000 xong cái ổng có khải tượng là phải 10.000, 10.000 sau ổng đòi là 1 triệu, ổng đòi 2 triệu, nghĩa là ổng làm cho vợ ổng với lại cả ban chấp hành bao nhiêu lần nghĩ rằng ổng bị mental, ổng bị khùng. Tại vì ai mà muốn như vậy, mà ổng muốn cái gì ổng ổng cứ tiếp tục muốn vậy. Mà bây giờ cả thế giới không có hậu thánh nào lớn bằng hậu thánh của ổng, Amen, cảm ơn Chúa. tại vì ổng sống bằng đức tin. Và bây giờ tôi trở lại để tôi nói để các bạn hiểu cái ông mục sư đó nha. Ổng viết cái quyển đức tin năng động đó, thì trong cái quyển đức tin năng động không có lý thuyết gì đó các bạn. Tôi đọc, tôi nhớ hồi tôi còn con học ở trong chủng viện á, ở đâu mà tôi có cái quyển đó tôi cũng không nhớ, mà có chút xíu à. Tôi đọc một lèo từ trang đầu tới trang cuối xong á, là các bạn biết tôi làm gì không? Vừa tới trang cuối xong tôi trở lại trang đầu liền. Nó thu hút tôi đến cái mức độ đó, mình mở con mắt mình ra và bắt đầu từ đó. Và một trong những câu chuyện đó tôi để coi với tôi với bạn với mục sư tìm thử có hay không, không thì mình sẽ tìm cách có quyển đó. Cái quyển nó không biết là hỏi mục sư Giang Đông hỏi thử văn phẩm nguồn sống đó, mục sư hỏi thử có không. Thế là tôi muốn tất cả mọi người, đặc biệt là những người trong vòng canh rất yêu dấu này, là phải đọc cái quyển đó, nhất là cha mẹ. Tại vì đặt, và tôi chỉ nói một điều trong cái điều đó mà tôi học và thay đổi cả cái cách cầu nguyện của tôi cho đến bây giờ mấy chục năm rồi, ba mươi mấy năm nay, từ khi tôi đọc cái quyển sách đó. Tôi kể cho các bạn ngắn gọn thế này nè. Có một cái người mẹ ở trong hội thánh của ông dân đó, ông có một người mẹ chạy đến gặp ông, mục sư ơi, mục sư hỏi xin mục sư cầu nguyện cho con tôi. Hỏi con bạn sao? Ôi mục sư ơi, nó đứa con gái hư hỏng, đứa con gái tệ, bạn tôi xấu hổ đó. Bà khóc quá cả khóc hỏi nhìn sao bà bình tĩnh mà nói con bà làm gì. Cái nói chứ nó quan đàn chi địa, nó uống rượu, nó bận đồ sexy, nó cua luôn bạn của ba nó, rồi nó cua luôn bạn của anh nó, tôi xấu hổ nhục nhớ. Bây giờ mới kể lại bà. Thôi bà được rồi, bà ngừng lại đi, giờ bà muốn con bà làm sao? Tôi muốn con tôi nó phải thánh thiện, nó bận quần áo cho kín đáo, nó đi nhà thờ, nó đứng trong ca đoàn, nó dạy thiếu nhi như biết bao nhiêu mấy đứa gái ghét của bạn tôi thấy thấy mà ham, còn con tôi thấy mà mắc cỏ. Cái này bà muốn con bà vậy phải không? Nói yeah, tôi muốn vậy đó. Nói giờ bà về bà cầu nguyện, mà giờ tôi chỉ bà cách cầu nguyện nè. Bà đừng có cầu nguyện như nãy giờ bà khóc lóc bà rên rỉ về cái đứa con hiện tại của bà. Mà mỗi lần bà cầu nguyện đó, bà vẽ trong cái hình ảnh một đứa con dịu dàng yêu mến Chúa, đứng trong ca đoàn dạy thiếu nhi sốt sắng yêu mến Chúa, giống như con bà Tư bà Tám gì đó. Bà đem cái hình ảnh đó bà đến với Chúa. Mỗi một lần mà nó lại, Chúa đem cái đứa con đó về cho con, đem cái đứa con nó tên Hồng, tên Xoài, tên Ổi gì đó. Chúa ơi, Chúa đem con ổi đó về với con, mà con ổi này nè, con ổi này, mà con ổi này con mới là con thiệt của Chúa nè. Con ổi trong ca đồ, con nhỏ, con ổi dạy thiếu nhi, con ổi mặc đồ đàng hoàng, con nhỏ, con ổi sốt sắng đó đó, con muốn con ổi đó, Chúa đem con ổi đó về cho con. Ông dạy vậy đó. Cái bà này Chúa bao giờ nghe, tại vì mỗi lần mà cầu nguyện là cứ đem cái con ổi bây giờ không à. Bạn nắm được không? Con ổi tệ tình, con ổi quan đàn chi địa, mà bây giờ nó đâu có ở trong nhà tôi đâu bà. Ông cũng chưa ơi, nó bỏ nhà nó đi mất tiêu rồi, nó ở hết thằng này, nó ở dòng tí nó không có nhà. Nói, bà ngừng lại để bà không khóc nữa, bà đừng có đem cái đứa con hiện tại ra mà bà đưa với Chúa biết hết rồi. Bây giờ bà sẽ đem cái đứa con mà trong mơ của bà đó, lòng mong muốn của bà đó, bà vẽ nó ra như thế nào đó, bà đem đứa đó lại Chúa, xin đem đứa con nó về. Tại vì khi mà chúng ta đem cái đứa con hiện tại đó làm cho chúng ta khóc, các bạn đồng ý không? Nhưng mà khi chúng ta đem cái đứa con mơ ước của chúng ta đó mà đến với Chúa thì làm cho chúng ta cười, chúng ta hy vọng. Cái đứa con tuyệt vời đó làm cho chúng ta sáng ngời trong sự hy vọng và làm cho chúng ta vui mừng thay vì chúng ta phải khóc. Thành ra hãy cầu nguyện cho con mình thì cầu nguyện cho cái hình ảnh mà Chúa sẽ đem về như lòng mình ao ước thì Chúa sẽ Amen. cho. Đó là một cái điều mà quá sáng ngời trong lòng tôi, vì tôi cũng giống như tất cả các bạn, mỗi lần mà nan đề tôi có thì tôi cũng rên rỉ và đem cái nan đề đó đặt cái chân Chúa khóc tới gốc luôn rồi. Amen. Chúa hỏi giờ con muốn làm sao, cái nan đề đó đó con muốn làm sao, thì mình phải cầu nguyện bằng cái khải tượng, bằng cái ước mơ của mình cho vấn đề đó. Không phải con không nha các bạn, chúng ta áp dụng cho tất cả những nan đề chúng ta có trong hội thánh. Tôi nói thí dụ hội thánh bổng, hội thánh Vườn Nho đi, bây giờ mình có 20 người à, mình nói con muốn nói này đụng tới mục sư Giảng Đồng với Diễm nha, học được bài này luôn, là trong lòng mình
đừng có nghĩ tới hội thánh dường nhỏ nhỏ xíu không có nghĩ tới 20 người với nhau nữa. Thôi mình cũng bằng lòng hai chị em mình, 20 đứa mình yêu thương nhau còn quý hơn 50 đứa mà lộn xộn. Nó là ma quỷ nó sẽ ấn vô những cái tư tưởng để cho mình bằng lòng với hiện tại. Ở trong Chúa là Chúa không bao giờ muốn cho mình bằng lòng, tại vì kingdom của Chúa, vì cái quyền năng của Chúa là vô hạn, đồng ý không? Cho nên Amen. học theo gương của ông này nè, ông tò te hậu thánh, ông có chút chéo à, mà ông muốn nhiều hơn, ông muốn nhiều hơn, ông muốn nhiều hơn, và xin tới đâu, đức tin của mình tới đâu, Chúa ban cho tới đó. Thành ra bây giờ mình phải tưởng tượng, Chúa con muốn hội thánh vườn nho sẽ đông hơn, và chúng con sẽ có một nơi nhóm riêng để chúng con muốn nhóm về lại, chúng con không bị lệ thuộc, ví dụ như vậy. Amen, Con nguyện mà đừng có nghĩ tới cái hiện tại, mà nghĩ tới cái ước mơ đó, và xin Chúa làm thành ước mơ đó cho con. Đem cái ước mơ đó xong rồi ca ngợi Chúa, tin cậy Chúa, cảm ơn Chúa trước khi Chúa cho. Bởi vì Chúa nói gì? Khi các ngươi xin, tin là đã được thì sẽ được, phải không? Thì mình cứ nuôi dưỡng ước mơ đó, để không phải chỉ là đem những đứa con như cái bà này, mà rồi kể luôn chút xíu nè, kết quả là gì? Bà nghe là bà về nhà bà cầu nguyện như vậy đó các bạn. Rồi chuyện gì xảy ra? Trong một thời gian, tôi không nhớ là các bạn bữa nào coi lại cuốn sách đó, không biết bao lâu mà cũng không lâu lắm đâu, thì bỗng nhiên một đêm kia, bỗng nhiên bà nghe tiếng gõ cửa, nửa đêm nha các bạn, biết ai mà gõ cửa. Mở ra con ổi đó đó, con gái đó đó, nó Hallelujah, cảm ơn Chúa. nó bước vô, mặt mày thì bụ sù bụ sát tuyệt vọng. Nó bước vô nói: I'm home, con về nhà rồi má ơi, con không muốn đi nữa, con mệt mỏi về cái đời sống cũ của con quá rồi, con muốn về. Các bạn thấy không? Ôi ơi, bà mừng không thể tưởng tượng nổi, là nó về nó xé, nó quăng hết cho Goodwill mấy cái quần áo sexy bậy bạ của nó, rồi nó muốn má dẫn đi shopping mua đồ khác. Các bạn thấy tuyệt vời không? Nó Amen. đòi á chứ không phải ba má đòi. Nó vô nó về nó bận bộ đồ đàng hoàng dễ thương, rồi bắt đầu sáng chủ nhật nó lại đi nhà thờ, mà nó vô nhà thờ nó trở thành một đứa hoàn toàn khác. Vô là nó sốt sắng, rồi nó yoga đồ, rồi nó đi nhóm đều đặn, và nó active, nó vui vẻ, giống như là nó đi ra ngoài nó quá mệt mỏi rồi đó, bây giờ nó được Chúa thăm viếng, nó trở về, nó mới biết đây là cái nhà của nó. Rồi nó vô ca đoàn một thời gian sau, rồi nó vô dạy thiếu nhi ý như bà muốn cái gì y chang vậy đó. Rồi một Hallelujah. năm sau cái gì xảy ra các bạn biết không? Quá lớn điều cầu xin và suy tưởng, tại vì nó trở về thành một đứa con gái khác rồi. Amen. Quá dễ thương như vậy, thì có một chàng trai con của một người tín đồ yêu mến Chúa, thấy cái cô bé này, không biết cô biết nó hồi nhỏ không, biết không, biết hồi trước không biết, nhưng mà thấy nó bây giờ là cưới nó, yêu nó, rồi bây giờ hả vợ chồng sốt sắng hầu việc Chúa trong cái gia đình. Bà không xin cái khúc đó, các bạn có thấy không? Bà xin là bưng cái đứa con ngoan ngoãn về thôi, mà Chúa còn làm hơn nữa đó. Cái câu chuyện mà tôi đã Cảm đọc ơn được ở Chúa. cái quyển Đức tin năng động đó, thì là các bạn ở trong đó, bà ổng kể không biết bao nhiêu chuyện, tôi đây tôi không có giờ kể cho các bạn. Ô cũng sư tìm được rồi hả? Dạ có trong thư viện Vọng Canh đó cô. Dạ. Thư viện vọng canh vậy đó mà đi tìm ở đâu? Như vậy thì bây giờ các bạn, đặc biệt là những bạn mà có mặt ở đây ha, là trở lại, còn người nào mà có đọc rồi đó, tôi cũng xin là đọc lại, đọc Amen, lại, đọc amen. lại. Có Hoa ở đây nữa nè, thì tôi cũng nhắn riêng với Hoa nữa. Hoa cũng nói là con mình bây giờ nó cũng đi làm xa rồi mà cũng không có gì bậy bạ, nó chỉ không có chú tâu gì thôi. Thành ra các bạn thấy không, thành ra Hoa cũng liên lạc với mục sư Giang Đông để chỉ cho cái web, cái thư viện Vọng Canh làm sao vui vô. Cảm ơn Chúa vô cùng, khỏi mua khỏi tốn tiền gì hết. Mà tôi bảo đảm các bạn nha, đọc quyển này đó các bạn cũng giống tôi thôi, tại vì cái quyển nó mỏng lắm các bạn, toàn là câu chuyện của ổng, không có cái không có một bài giảng lý thuyết gì hết á. Ổng kể câu chuyện của ổng từ cái chuyện mà ổng khóc muốn có cái bàn hầu việc Chúa, có cái ghế ngồi, ổng ngồi bệt xuống cái sàn nhà để mà ổng soạn bài, mà Chúa ơi con muốn cái bàn, ổng xin hoài không được. Chúa nói ổng chứ: Chúa ơi con xin hoài, tại sao con xin chiếc xe đạp để con đi, mà các bạn biết bên Hàn Quốc là đồi núi dốc không à, không có đi đường bằng, đi bộ, bởi vì cô nào cô nấy bên Hàn Quốc thon đẹp rồi, tại đi bộ không à. Ông rên ông nói vậy, cầu hoài không thấy gì đâu. Cái ông bữa đó ông rên nói: Chú ơi con xin hoài sao không được. Cái nói: ta nghe rồi mà ta chờ con. Ở chờ gì? Nó bàn có bao nhiêu loại bàn, con nói cái bàn ta biết con muốn cái bàn nào, con phải nói cho rõ bàn gì. Rồi cái xe đạp cũng vậy, ông nghe chú nói vậy đó, cái ông ngạc nhiên quá, ông mới nói chứ: Ô con muốn cái xe đạp mà nó có cái số á, tại vì con đạp lên dốc á thì có cái số rồi đạp cho nó dễ. Cái xe đạp phải có số,
rồi cái bàn cái bàn gì, cái ông nói ô con thích cái bàn gỗ gỗ gì đó không biết, rồi cái xe, còn cái ghế là con thích cái ghế mà cái ghế ngồi cái bàn đó, cái ghế nó có cái bánh xe để con uốn qua bên này uốn qua bên kia, ổng xin vậy đó. Các bạn tưởng tượng nổi không, tại vì Chúa nói với ổng vậy đó, nó con muốn cho cụ thể chứ. Cái ông vội vàng nói, vậy vậy cái ghế thì có cái bánh xe, còn còn cái xe đạp thì có số, rồi cái bàn thì gỗ máy gỗ gì đó. Các bạn tưởng tượng xảy ra chuyện gì không? Kỳ diệu là bữa khi ổng cũng không biết ở đâu, ổng nghèo rớt mùng tơi, ổng làm gì ổng có tiền mà mua xe đạp có số ở thời đó mà, cho nên là ổng nghèo mà ổng xin vậy đó. Xong tự nhiên không biết mấy tháng sau đó có một ông giáo sĩ mà ổng retire, ổng sắp sửa về nước, ổng gõ cửa ông mục sư, ổng nói chứ tôi về nước cho nên tôi có cái xe đạp nè, với lại tôi có cái bàn với cái ghế tôi đâu có xài, tôi cho thầy là chắc nó mới lên truyền đạo thôi, cho thầy nè. Ổng dòm ra y cái xe đạp có số, y những cái ghế có bánh xe, y những cái bàn gỗ gì ông muốn. Các bạn thấy tuyệt vời không? Nhưng mà quá tuyệt vời luôn. Amen. Và từ cái câu chuyện một câu chuyện như vậy dẫn đến câu chuyện này dẫn đến câu chuyện kia, mà các bạn đọc chúng là mở tròn con mắt thu hút về sống bởi đức tin. Đức tin năng động, ông dùng cái từ các bạn đức tin là đức tin là phải bằng hành động, bằng niềm Amen. tin, chứ không phải đức tin môi trường, không phải là đức tin truyền thống. Quá tuyệt vời các bạn ơi, các bạn đọc xong tôi bảo Amen. đảm giống tôi đó, đọc xong từ trang cuối nhào lên trang một, cái cuốn này tôi đọc cũng muốn thuộc lòng luôn. Bây giờ mà các bạn mà tôi không có kể nữa, các bạn đọc đi. Nhưng mà các bạn biết là tôi gần như thuộc hết tất cả những câu chuyện ông kể trong đó, đó. Tại vì nó quá tuyệt vời, bằng đức tin không à. Thành ra cảm ơn Chúa vô cùng vì mục sư Giang Đông đã có sẵn hết rồi. Chưa có thấy ông mục sư nào mà chu đáo bằng bưng luôn làm cái thư viện để mà có thức ăn thuộc linh, thức ăn cho các bạn. Có tôi cũng thấy được mấy mục sư nào mà có làm được chuyện này. Chúa ban phước cho mục sư Giang Đông, Chúa ban phước cho Hội Thánh Vườn Nho. Và các bạn nào không có trong Hội Thánh này thì cũng nhào vô ở trong vòng quanh thì cũng được hưởng lây. Nhớ nha. Amen. Nhà đọc liền quyển này ở trong thư viện. Cảm ơn Chúa. Rồi mục sư cũng cho tôi biết là phải vô vô trong cái thư viện vòng canh kiểu gì tôi cũng vô Em nói nữa. gì cho nó gọi là cho nó sớm đó cô, chứ thật ra thì Hội Thánh thì có một cái trang web, thì trong đó em có post lên những cái sách như thế này, gọi là mấy cái PDF á, có sẵn á, sách điện tử đó, thì Cái web của môn sư là cái gì? và trang web là Hội Thánh Vườn Nho AZ, để em gửi cho cô cái link, mời Đó cái rồi cô gọi luôn vô đi. và cô vô ở với lại tất cả chúng ta đó, chúng ta có rảnh thì vậy thời gian chúng ta vô chúng ta xem những cái sách nào mà chúng ta đọc được á thì chúng ta download về. Nhưng mà cái quyển này đó cô, giáo sư Ánh Tuyết sáng hôm nay kể lại câu chuyện này đó thì mình thấy rất là linh động luôn, rất là sinh động, mà chúng ta sẽ đọc lại. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, với lại mình có thêm một cái group gọi là cái group hậu retreat mới được mở hôm qua, thì cho tất cả mọi người, thì cái sách này đó Đông sẽ post vô trong cái group đó, để ai có ở trong group đó chúng Cảm ta ơn chỉ cần Chúa. bấm vô là chúng ta tải về cái điện thoại của mình hay là về cái máy của mình thôi à. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Chắc hết giờ tôi cũng biết là cảm ơn Chúa vô cùng. Và bữa nay thấy là Chúa ở lòng mình mỗi một lần vô vọng canh, thấy mình giống như mình được được tăng năng lực phải không ạ? Được Amen. được vui thỏa, được được thấy Chúa mình so good, Chúa mình so gần mình ao ước cái gì, Chúa right there, Chúa ngay tại đó, Chúa đáp ứng liền. Mỗi một lần tôi bước vào vòng kinh thì tôi không có bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra đó, mà thấy rõ ràng mỗi một lần Amen. vô lại có cái sự thăm viếng mới của Chúa. Chúa hướng dẫn mình rõ ràng phải không? Mình đâu có nghĩ, mục sư Giang Đông cũng đâu Amen. có nghĩ đến cái chuyện mà sáng hôm nay vô vọng kinh rồi mục sư lại được Chúa hướng dẫn là phải cầu nguyện giới trẻ, từ giới trẻ đó tôi lại nhớ đến cái điều này điều kia, và tất cả đều là sự dẫn dắt của Chúa hết. Tôi không bao giờ planning trước là cái gì hết, và tôi thấy Amen. rõ ràng cái sự thăm viếng của Chúa bởi những tấm lòng buổi sáng sớm dậy tìm Chúa trước nhất. Chúa của mình quá tuyệt vời các bạn, Chúa Amen. rất gần, Chúa hiểu thấu hiểu những gì của mình hết. Thì phải làm sao mà phải yêu Chúa hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút nha, rồi yêu Chúa ngày mai phải nhiều hơn hôm nay, phải yêu Chúa như vậy đó mới là đạt đến cái hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực. Mạng lệnh của Chúa là Amen. Chúa đòi bao nhiêu thôi, mình mà Amen. yêu Chúa như vậy mà mình muốn, con không có vừa lòng với cái tình yêu của con cho Chúa bây giờ, con chưa thỏa lòng, con muốn yêu hơn, thì khi chúng ta có cái điều đó thì Chúa sẽ cho. Và khi chúng ta yêu Chúa rồi, đặt Chúa trước nhất, các bạn ơi, thiên đàng trên đất, thiên đàng trên đất doesn't matter. Chúng ta đang sống trong những cái trầy trụa khó khăn,
Nhưng mà Chúa với mình, Chúa thấy mình đã kinh nghiệm được Chúa bao bọc, Chúa gìn giữ từ thể xác đến tâm linh, tâm hồn, đủ chuyện hết. Dù trong cái khó khăn, không phải là không có khó khăn, các bạn đừng hiểu lầm, khó khăn sẽ xảy đến, nhưng mà khó khăn đó là Chúa tăng cái độ nóng của cái lò đó các bạn. Tại vì càng cái lò càng nóng thì vàng sẽ càng rồng. Các bạn thấy không? Chúng ta, tôi với các bạn chưa có đứa nào mà đạt đến cái mức vàng rồng, cái vàng không còn bị cáo cặn, đồng ý không? Và khi mà Chúa thấy mình có tấm lòng vâng phục, Chúa tăng cái lò lửa lên, Chúa sẽ cho mình nhiều thử thách, nhưng mà cái vàng đó mà càng tăng cái nhiệt độ lên thì nó sẽ đốt cháy tất cả những cáo cặn, cho đến khi mà cái người kinh nghiệm thợ kim hoàn, tôi có một người mục sư hồi trước, ổng làm thợ vàng đó các bạn, ổng chia sẻ, ổng nói tôi làm thợ vàng tôi biết, cứ là nung cái vàng đó cho đến khi thấy là gọi là vàng được rồi đó, vàng 24, vàng tuyệt vời nhất là khi mình thấy cái mặt của mình ở trong cái miếng vàng đó, đó. Nó phản ánh cái mặt mình lên, thì có nghĩa là khi tôi và các bạn được Chúa tôi luyện mình trở nên vàng rồng đó, thì người ta nhìn vô mình, người thấy cái mặt của Chúa, người ta thấy Chúa trong đời sống của mình, ta không thấy mình nữa, giống như cục vàng mà cái người thợ bạc làm riết á, cho đến khi người thợ bạc thấy được cái mặt của mình ở trong cái cục vàng, nó bóng, nó sáng như vậy đó. Thì chúng ta nguyện xin Chúa, chúng ta có cái lòng khao khát để mình đi tới đâu, mình là cái cục vàng rồng để người ta chỉ thấy cha của mình là người thợ bạc đó, người thợ vàng đó đó, đang tinh luyện mình để người ta chỉ thấy Chúa ở trong cái cục vàng, thấy phản ảnh cái mặt của người thợ bạc, thợ vàng đó đó, thì Chúa của chúng ta là đang tinh luyện chúng ta, phải không ạ? Cho đến khi làm sao mà chúng ta đi đâu, mọi người không có thấy cái mặt mình đâu hết, chỉ thấy Chúa qua hình ảnh của mình, trong lời nói của mình, qua nếp sống của mình một cách rất là tự nhiên. Thì đó là cái điều mà chúng ta nên đặt tất cả cái mục đích chúng ta sống còn lại trong những ngày còn lại ở đời này trước khi chúng ta gặp Chúa. Đồng ý không? Amen. Amen, amen. Yeah. Sao mấy người kia im rơ vậy? À, mọi người có ý, có cảm nhận gì không? Có cảm nhận gì không? Amen. Amen. À, mở ra để nói lời cái này. Im rơ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi chỉ lâu lâu các bạn nên có những cái lời respond, nhiều khi tôi nói chứ không biết mấy người này ngủ hết chưa, mấy người nói mình lên không. Tay mê nghe luôn á cô. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tụi mình, bây giờ tụi mình ở trong vọng kinh, mình hứa với nhau ha, ngoéo tay nhau là vào vọng kinh, ráng vào để làm chi, để mình được ở trong lò, phải không? Mình là cục than mà mình ra khỏi lò thì mình sẽ nguội, mình phải chui vô trong lò mình ở đó để cái nóng của anh em làm nóng của mình, và cái nóng của mình cũng lan tỏa cho anh em, phải không? Amen. Và khi mình ở trong lò như vậy đó thì chúng ta sẽ có một cái ước ao là ngày hôm nay nhớ mình là cục vàng của Chúa, mà cục vàng này là Chúa lấy ra từ trong lòng đá, nó còn bụi, nó còn bặm, nó còn chất cặn bã trong đó. Như vậy thì mỗi khi mà thử thách đến, các bạn nhớ nha, thử thách đến nó nói Chúa ơi, con yêu Chúa quá mà sao lại con bị vậy, bị vậy, thì đừng có coi cái thử thách đó là cái gì bạc, mà thử thách đó là Chúa tăng cái độ nóng để cái vàng nó được đốt những cái cáo cặn ra, nắm được không? Amen. Đó, thành ra cảm ơn Chúa, chưa nóng quá nhưng mà con ráng một chuyện, tại vì sau cái cơn nóng này con sẽ được tinh tuyền hơn, sau cái thử thách này con vững vàng, con nắm chặt lấy Chúa trong thử thách này, Chúa con phải làm sao, Chúa thêm sức cho con sắp đuối rồi, Chúa ơi thêm sức, con muốn give up. Thì khi mà chúng ta có cái lòng đó thì qua cơn thử thách chúng ta sẽ thấy là như cái bài hát bước với Chúa yêu thương đó, sau thử thách thì thấy Chúa sâu nhiệm hơn. Cảm bước ơn. Với Chúa sâu nhiệm hơn, quá tuyệt vời ha. Dạ. Hôm nào mục sư cho hát cái bài đó, bước với Chúa yêu thương, tôi thích cái bài đó lắm. Có cái câu là sau thử thách, sau khó khăn thì mình càng sâu nhiệm Chúa nhiều hơn, rất là tuyệt vời. Amen. Bài đó là bài tủ của vọng canh đó cô, bài tủ. Ok. Rất là vui được, tôi muốn như vậy đó, là giờ nào còn nguyện thì giờ, nhưng mà các bạn nào được Chúa cảm động cái gì đó là mở mic lên để mình respond với nhau, khích lệ nhau. Thì tôi thấy nãy giờ tôi hỏi các bạn mở mic làm cho tôi rất là vui. Amen. Cũng như là những cái text, cái chat của các bạn, các bạn có cái gì các bạn vào đó để chúng ta thấy là cái điều tôi muốn nói là gì, là tôi muốn được ở chung với các bạn trong Amen. Cái group mình là con của Chúa. Amen. Mình chia sẻ với nhau, mình nói với nhau những điều gì đó hơn là tôi nói một chiều. Tôi nói một chiều tôi sợ lắm, tại vì tôi không biết cái phản ứng của các bạn như thế nào. Hoặc là các bạn có câu hỏi, cô nói vậy nhưng mà trong trường hợp này sao,
thì chúng ta để chúng ta hiểu nhiều hơn á, thì mong rằng các bạn có cái sự Amen. đáp ứng rất là ngọt ngào vui thỏa như vậy. Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, vì hôm nào mà tôi không vào được thì tôi rất là buồn, bởi vì dạy ngay cái giờ chung này nè, dạy dạy từ 6 giờ cho đến 9 giờ là những cái lớp mà tôi dạy, thì nó là buổi tối bên Việt Nam. Cho nên khi nào các bạn không thấy tôi vào thì biết là cầu nguyện cho tôi. Nhưng mà khi nào mà tôi chưa có sắp xếp được lớp thì, nhưng mà tôi hy vọng là từ đây cho đến những ngày tới tôi sẽ cắt hết những cái lớp mà tôi đang dạy thường xuyên đó, tôi cũng cũng cắt. Tại vì trong những ngày sắp tới thì tôi phải dành để mà update, sửa điều chỉnh lại cái giáo sách giáo khoa của cho trường đó. Thành ra tôi sẽ dành thời giờ rất là nhiều để mà soạn bài, thì tôi cũng sẽ cắt bớt nhiều lớp để chi, và để mà tôi cắt cái đó thì tôi sẽ dành thời giờ sau khi vào vòng canh rồi thì tôi sẽ soạn bài, sửa bài lại, sửa sách giáo khoa lại. Nhưng mà tôi rất là muốn vào vòng canh, và tôi cũng cảm ơn các bạn đã, tôi biết vòng canh, tôi biết Hội Thánh Vườn Nho, và qua đây tôi được vào vòng canh để mà cầu nguyện chung với cái group của những con cái yêu mến Chúa. Chính tôi cũng đã được khích lệ, chính tôi cũng đã được các bạn đốt nóng tôi lên nữa, chứ không phải tôi đốt nóng các bạn đâu. Tôi cũng là một người mà tôi cũng cần những viên than hồng ở chung quanh, và tôi thấy tôi rất là sung sướng, cảm ơn Chúa vì tôi được bước vào vòng canh. Và tại đây nghe những lời cầu nguyện của các bạn, nghe những tâm tình của bạn, thì tôi cũng được được ở trong cái lò lửa với những cục than nóng của các bạn, để tôi cũng nóng lan lây. Thành đó là điều tôi thực sự biết ơn Chúa và cảm ơn Chúa rất là nhiều, cũng như cảm ơn các bạn. Xin các bạn là cố gắng hết sức, bởi vì cái sự hy sinh là cái chuyện mà mình dành thời giờ vô cái này thì là mình thêm lửa đó các bạn ha, thêm sức sống, thêm Amen. niềm tin, thêm Amen. đấy. Mà mình sống một mình thì cô đơn lắm các bạn. Nhớ mình, tôi dùng cái hình ảnh hôm nay đó, mình là cục than mà mình đem bỏ mình ra ngoài lò, cục than nó sẽ nguội dần. Cục than thì phải ở trong lò chung với những cục than khác. Đồng ý Amen. không? Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Rồi mọi người có điều gì muốn 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 respond không? Nhanh nhanh quý vị. Dạ, cho Hương trước, cho Hương Biết trước nghe mà, mục biết sư. mà. Bần bần. Rồi rồi Hương nói đi Hương. Hôm nay cũng được nóng cháy lắm khi mà nghe những lời giảng dạy của cô và vòng canh. Cảm ơn Hội Thánh Vườn Nho có một Amen. vụ vòng canh này. Thì từ hồi đầu năm tới bây giờ Hương mới bắt đầu xin Chúa cho Hương set alarm để dậy sớm để vào vòng canh với mọi người để Amen. cùng cầu nguyện. Thì cái điều Amen. phước hạnh, cái điều phước Quang hạnh mỗi ngày mà Hương không thể thiếu là Hương có từng nhắn với lại group Hội Thánh nhà mình rồi, là không thể thiếu. Nếu mà thiếu vô vòng canh thì Hương thấy là một ngày đó nó thiếu dữ lắm. Cho Rồi, nên cảm ơn là Chúa. từ đầu năm tới bây giờ Hương vẫn giữ chung tín là như là một cái món ăn, một cái buổi ăn sáng cho Hương vậy đó, là một ngày tươi mới rất là hạnh phúc. Rồi hôm nay Chúa cũng bày tỏ là Hương cũng sẽ viết nói về vòng canh của mình ở trong group hậu retreat, để cho mọi Cảm người ơn những con Chúa. dân khác để ở khắp nơi họ có thể biết cái mục vụ mà cùng cùng đến hưởng phước với mình. Rồi, cảm ơn Cảm Chúa. ơn Chúa. Dạ Quang xin hết. ơi. Cảm ơn Hương nhiều. Rồi, còn ai nữa? Mai Trinh. Mai Trinh ơi, Mai Trinh đang làm hả? Thì cảm ơn Chúa là được khích lệ rất nhiều. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Sau khi mà đi trở về là cô dạy thì giống như là khi mà cô giống như cái gì lời cô dạy là trước làm gì làm thì trước khi làm con quá thì lúc mà nghe xong rồi á, thì học được cái tư tưởng, nhưng mà khi mà vô nói là về mình sẽ thay đổi gì đó, nhưng mà vô phòng gặp cô là đã thấy sai sai rồi. Nhưng mà Chúa là dù mình có fail thì Đúng con biết rồi. là con có cái fail của con luôn là cái giọng lớn tiếng và dễ dễ dập cái tự ái. Thì con biết là con không có làm được, nhưng mà con xin một ngày thì không làm được, nhưng mà Chúa sẽ thêm sức để cho con sẽ làm được.
Nói sao đâu, tự nhiên mình cái thói quen mình đâu phải một sớm một chiều được, yên chí, nghĩa là bữa nay mình fail ngày mai mình làm lại, phải không? Cũng trước thì cũng phải Mai Trinh nói anh Sơn có giúp em, mỗi lần em hơi lớn tiếng chút anh nắm tay em được nhỏ 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 nhỏ, ngọt 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 đó, thì kêu Sơn phải làm, mình nhắc nhau chứ. Thành ra cảm ơn Mai Trinh, Chúa sẽ thương Mai Trinh rất là nhiều vì Mai Trinh có tấm lòng mềm mại, nhưng mà rồi đừng có give up nha. Nói vậy mà về nhà đúng là như các bạn thấy là làm con Chúa trước đi, rồi thì tự nhiên mình làm con đẹp lòng Chúa, rồi thì tự Amen. nhiên mình sẽ thấy là con Chúa, mình là con Chúa mà Chúa dạy mình làm vợ làm vậy, mình làm vậy đâu có đúng là con Chúa đâu, con Chúa làm vợ đâu phải vậy, ví dụ vậy, con Chúa đâu phải làm chồng vậy đâu, con Chúa đâu phải làm người tín đồ vậy đâu, tự nhiên thế là con Chúa đâu phải làm employee đi làm vậy đâu. Ví dụ tự nhiên mình làm con Chúa trước nhất rồi thì từ cái chữ con Chúa đó nó sẽ làm cho mình mọi chuyện khác, nó nhắc mình phải biết là như thế nào. Cảm ơn Mai Trinh đã chia sẻ cái điều đó rất là cảm động, nhận được liền, tôi rất là cảm động. Sẵn đây có mấy người không đi, tôi cũng nhắc lại là Mai Trinh nói này, đem đi trại với biết biết bao nhiêu câu hỏi định hỏi cô, nhưng mà mới cái nghe bài đầu tiên là thấy những câu hỏi được giải đáp hết ráo rồi, khỏi cần Hallelujah. hỏi gì hết, Amen. là Cảm bởi ơn vì khi Chúa. làm con Chúa là trước nhất, đầu tiên làm con Chúa làm cái gì cũng đấy, con Chúa thì phải trong chuyện này phải làm gì, con Chúa thì trong cái chuyện này phải nói làm sao đây, thấy không? Thành ra tự nhiên mình làm con của Chúa thì Chúa sẽ hướng dẫn mình trong tất cả mọi cái vai trò của cuộc sống, trong mọi nơi mình đi. Mà nói thì rất là dễ nhưng mà làm thì không có dễ, tại vì hồi đó giờ mình không có đặt cái con Chúa trước, phải không? Thành ra nhớ là mình làm thất bại thì làm lại, thất bại thì làm lại, nhớ hoài câu đó, phải không? Chúa ơi con sai rồi, con yếu, con làm bậy nữa rồi, Chúa giúp đỡ con đứng dậy. Và khi Chúa nhắc một cái đứng dậy là đứng liền, nhớ chưa? Tôi tặng các bạn câu Kinh Thánh Thi Thiên 119 câu 60 đó, tôi lật đật, mình Chúa nhắc mình sai là mình xin lỗi liền, đang sai là mình sửa liền, cái giọng mình đang lớn lên, cái này anh Sơn anh khó nghe học mặt, tiệm phải anh Sơn không không có một người chồng mà nào mà chấp nhận nổi cái giọng của bà vợ mà lên cái căm só nó đó, phải không? Tại mình là phải ở dưới, mình phải dịu dàng, lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, lời ngọt nó lọt vô xương. Mai Trinh ơi, mấy con gái Chúa ơi, lời Amen. ngọt nó lọt vô xương. Mình la lớn lên là ổng nghe chói, là ổng không muốn nghe, mặc dù ổng nói hôm qua ổng nói không, ổng nói mặc dù em nói đúng nhưng mà cái giọng của anh em, cái giọng của em anh không có chịu được. Tại nên mình nói giống như là mẹ nói với con so lại Kinh Thánh coi cái đó nó có đúng không, mà Kinh Thánh không đúng thì đừng có nghe, bỏ đi. Người nào giảng cũng không có ai mà chỉ có Chúa, lời của Chúa mới trúng 100%, không có người nào giảng 100% trúng hết. Nhưng mà mình nghe lời của những mục sư, những giáo sư thì các bạn nghe theo cái nguyên tắc là ăn thịt bỏ xương, ăn thịt bỏ xương, ăn thịt bỏ xương, phải không? Nghĩa Amen. là cái gì hay ở trong cái bài đó mình ghi nhận, còn cái gì mình thấy nó không hợp thì mình bỏ đi, vậy thấy không? Amen. Chứ không vì một cái xương mà mình bỏ thịt, vẫn có những cái gì rất là ngọt, những cái gì nó bồi bổ cho tâm linh thì là ăn thịt bỏ xương. Đó là cái mình nghe về của con người, kể cả tôi, kể cả một sư giảng rằng bất cứ bài nào mình nghe giảng chỉ có lời Chúa là không có được ăn thịt bỏ xương, phải không? Amen. Lời Chúa là không hiểu thì lại Chúa xin mở mắt con để cho con thấy sự lạ lùng trong lời của Chúa. Thì mình cầu nguyện nghe khó nghe lắm mà mình phải làm. Tại sao cầu nguyện cho kẻ thù nghịch, cầu nguyện kẻ bắp bớ, khó lắm, nuốt không nổi, nhưng mà Chúa dạy thì mình phải cầu nguyện. Ôi tại vì họ làm vậy tại họ chưa biết Chúa, họ làm vậy thì họ chưa có kinh nghiệm trong Chúa, thì lúc đó thay vì giận thì lại thương họ hơn, phải vậy không? Tại vì tự nhiên mình cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ hết giận mà mình còn tha cho họ. Thôi rất là vui cho các bạn phải đi làm gì đi, nhưng mà bữa nay quá ngọt ngào vui vẻ phải không các bạn? Là các bạn làm cho tôi cũng thấy rất là thấy có Chúa hiện diện giữa chúng ta, các bạn có thấy không? Amen. Amen. Cảm Rõ ơn ràng cô. là Chúa ở cùng chúng ta, Chúa chạm lòng chúng ta và chúng ta thấy là vui thỏa khi được ở trong nhà của Chúa. Thôi chúc các bạn một ngày đầy phước hạnh, bài đầy lời ca ngợi, bỏ dưới chân thập tự giá, dưới chân Chúa những sầu khổ, những lo toan nha. Chúa biết Amen. là đừng có lo lắng Amen. gì, Chúa biết là hãy trao mọi điều lo Dạ, lắng cảm dùng cho ơn Chúa. cô Anh Tuyết. Dạ, vâng, chào cô. Dạ. Dạ, Dạ, cảm ơn chào bà cô. Lily. Dạ, Dạ, chào chào. bà nội Hẹn gặp ngày Hà. mai ha. Chúc Dạ một vâng, ngày hẹn phước mai. hạnh. Bye, cô Lô. Cảm ơn, chào bà nội, chào chị Dạ. Diễm. Chào Mai Trinh, chúc mừng Mai Bye, Mai Trinh. Trinh. Dạ. Bye, Trinh. Bye Trinh hả? Bye cô Trinh. Bye, cô Trinh. Bài trình lượng, bài trình lượng giỏi. Bye, Sơ bà gặp cô nào. Diễm.
Chào bà nội. Dạ, chào Thu Hồng. Hồng. Bye Victoria. Bye. 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 Bye.